Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 25. Tôi. Bình Thân Vương đang định tranh chấp một phen với Lưu Trung thì ngay lúc đó, Long Hành Thiên đột nhiên mở miệng, được rồi, đừng cãi nhau nữa, cứ làm theo ý kiến của tể tướng đi. Ngụy Trung, ông lập tức phái người tới trang viên của nhà họ Trương, nếu không thấy Tô Thương thì ông cũng không cần quay về nữa. Rõ. Ngụy Trung chính là Tổng Quản Ngụy, lúc này đang cung kính đồng ý rồi dẫn vài tên tiểu thái giám rời khỏi Đại Điện Kim Loan. Tô Thương ơi là Tô Thương, cậu đúng thật là rất biết mang phiền phức tới cho trẫm mà. Ngồi phía trên long ỷ, Long Hành Thiên hơi ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười miễn cưỡng. Nếu đổi lại là người khác, nếu tên đó dám ngó lơ thánh chỉ thì anh ấy đã sớm bừng bừng lửa giận ngay từ đầu rồi. Nhưng Tô Thương thì khác, vì Tô Thương là người mà sư tỷ quan tâm. Thậm chí chỉ vì muốn cưới Tô Thương mà sư tỷ Tây Giao không tiếc vượt xa ngàn dặm, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Bởi vậy có thể thấy rõ, Tô Thương trong lòng sư tỷ có vị trí quan trọng tới mức nào. Mà Long Hành Thiên vì kính sợ sư tỷ của mình, cho nên đồng thời cũng không dám động vào Tô Thương, sợ chọc giận sư tỷ. Long Hành Thiên đã tính toán xong xuôi, đợi Tô Thương vào Đại Điện Kim Loan rồi thì anh ấy chỉ cần trừng phạt mang tính chất tượng trưng một chút là được, sẽ không ra tay quá nặng, coi như nể mặt sư tỷ. Nhưng anh ấy ngàn vạn lần không nghĩ tới, tên nhóc Tô Thương này lại to gan đến vậy, lại dám kháng chỉ không tuân. Tô Thương, nếu không phải trẫm nể mặt sư tỷ thì cậu có chết một vạn lần cũng không đủ. Long Hành Thiên miễn cưỡng cười rồi lắc đầu, sau đó anh ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ đợi Tô Thương đến. Đến mức mà bá quan văn võ đứng phía dưới đã chờ một lúc lâu, nhưng hoàng chủ đã có lệnh thì bọn họ cũng chỉ đành giữ nguyên vị trí. Trong lòng đã oán hận Tô Thương không biết bao nhiêu lần. Nửa tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của Trương Hiểu Ngọc thì Tô Thương và Hứa Sơn Cư đã tới được biệt viện Bắc Giao. Chỗ này nằm gần tỉnh khác, tương đối hẻo lánh, bốn phía xung quanh biệt viện không có bất kỳ tòa nhà hay công trình nào. Có thể xây được một tòa biệt viện thế này trong phạm vi kinh đô thì có thể tưởng tượng được, chủ nhân của tòa biệt viện này quyền lực cỡ nào. Điện chủ, đây chính là biệt viện ẩn cư của Trương Trường Sinh. Trương Hiểu Ngọc nghiêm mặt nói, mấy hôm trước khi tôi tra ra được nơi này thì cảm nhận được một luồng hơi thở khủng bố nên vẫn chưa tra xét sâu hơn. Nói vậy thì người dồn ép tôi tới bước đường cùng chính là Trương Trường Sinh cảnh giới bán bộ thần tông rồi. Trương Hiểu Ngọc nói tiếp, bây giờ ông ta đang ở Giang Bắc, nên tòa biệt viện này không còn cao thủ nào canh giữ nữa. Tô Thương khẽ gật đầu. Anh mở thần thức của mình ra để khám xét nơi này. Trong biệt viện đúng thực là không có cao thủ, chỉ có hơi thở của 7-8 người mà thôi. Nhưng đặc biệt, trong đó có một hơi thở tương đối quen thuộc với hắn, chính là Lưu Sở Điềm. Xem ra chúng ta đã đến đúng nơi rồi. Khóe miệng Tô Thương khẽ cong thành một nụ cười, sau đó anh nhanh chóng tiến vào biệt viện, dựa theo phương hướng của hơi thở mà tìm vị trí của Lưu Sở Điềm. Còn Hứa Sơn Cư và Trương Hiểu Ngọc cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Các người là ai hả? Đây là khu vực tư nhân, không phận sự miễn vào. Mới vừa bước vào biệt viện thì đã có hai tên tông sư cảnh giới cao thủ đứng ra cản đường. Đúng là chán sống. Ánh mắt Tô Thương lạnh lẽo, tay anh vung lên một cái đã thổi bay hai người trong nháy mắt, sau đó tiếp tục đi vào trong. Điện chủ, quả là sát phạt quyết đoán. Thực lực của ngài ấy dường như không kém cạnh mình chút nào, mà điều đáng kinh ngạc chính là điện chủ ngài ấy thông thạo cả y thuật và võ thuật. Mà xem ra hình như điện chủ cũng sử dụng thuật chú nhan, nhìn bên ngoài ngài ấy mới hơn 20 tuổi, thực ra đã là một lão quái vật rồi. Trương Hiểu Ngọc thầm phỏng đoán trong lòng, cô ấy vô cùng tò mò đối với Tô Thương. Cùng lúc đó, ở dưới lòng đất của biệt viện, diện tích trên mặt đất của biệt viện này không lớn, nhưng bên dưới không ngờ còn ẩn chứa một bí mật khác, còn có cả một cung điện dưới lòng đất. Lúc này, một chàng trai trẻ tuổi đang đứng phía dưới đại diện, bên cạnh anh ta chính là Lưu Sở Điềm đang bị trói chặt tay chân, hôn mê bất tỉnh. Chàng trai trẻ tuổi này không ai khác chính là thiếu gia nhà họ Trương, Trương Tuấn Bình, chỉ mới đạt cảnh giới tông sư.
Tuy cảnh giới của anh ta không cao nhưng lại được lão tổ tông Trương Trường Sinh yêu thích. Hơn nữa mấy năm trước, anh ta còn được lão tổ tông tặng cho mình một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này cũng không bình thường, nó có thể biết trước hiểm nguy, đồng thời có thể che giấu hơi thở của chủ nhân. Lúc trước ở trang viên của nhà họ Trương, lúc Tô Thương và Hứa Sơn cư đến, ngọc bội mà Trương Tuấn Bình luôn đeo bên người lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ chói. Trương Tuấn Bình nhận được lời cảnh báo thì không dám chần chờ dù chỉ một phút. Anh ta lập tức che giấu hơi thở, đưa Lưu Sở Điềm theo rồi trốn ra từ cửa sau trang viên, sau đó chạy một mạch thẳng tới biệt viện, nhờ lão tổ tông cứu giúp. Nhưng ai ngờ đâu, lão tổ tông của anh ta không ở trong cung điện dưới lòng đất mà đang ở Giang Bắc. Tuy Trương Tuấn Bình đã trốn thoát nhưng những chuyện xảy ra ở trang viên sau đó đã truyền khắp kinh đô. Đương nhiên là những chuyện đó anh ta cũng biết nên đã kể lại đầu đuôi gốc ngọn cho lão tổ tông của mình. Đáng chết, cậu ta lại dám trêu chọc ông đây, hừ, đợi ông quay về kinh đô sẽ khiến cho cậu ta muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Tuấn Bình, cháu hãy trông coi Lưu Sở Điềm cho kỹ, cô gái tươi ngon, mọng nước như vậy, ông phải tự thưởng thức mới được. Đó là những lời mà lão tổ tông đã đáp lại anh ta. Thế là Trương Tuấn Bình liền thành thật đợi ở cung điện dưới đất, ngồi chờ lão tổ tông trở về. Tô đại thiếu gia kia, quả nhiên là bất chấp phương pháp, lại dám đại khai sát giới ở thành phố, may mà có ngọc bội lão tổ tông tặng mình, nếu không thì mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Trương Tuấn Bình sờ lên ngọc bội trên cổ, âm thầm cảm thấy may mắn. Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn vào vị trí ngay phía trước mình. Chỗ ngồi này là ngai vàng mà lão tổ tông Trương Trường Sinh ngồi tu luyện, phía trên trải một tấm da hổ, bên dưới thì treo một pho tượng đầu sư tử, miệng há to. Trừ cái đó ra, trên mặt bàn chỗ ngồi trước mặt, có một cái gạc băng hình chữ nhật. Gạc băng cũng không lớn, chỉ có khoảng 70mm, tản ra sương mù trắng mờ. Nhưng có thể thấy rõ, bên trong gạc băng đặt một cái cánh tay dính đầy máu tươi. Cánh tay này nhìn có vẻ mạnh mẽ đanh thép, bàn tay hiện lên trạng thái nắm chặt nắm đấm, im lặng nằm bên trong gạc băng. Khí tức phát ra từ cánh tay này khiến người khác không khỏi rùng mình. Hơn nữa ánh đèn dưới cung điện tối tăm, nhìn đáng sợ kinh khủng. Không ngờ rằng lão tổ tông lại đưa thứ này đến biệt viện cung điện, nó là thánh vật của Thiết Quyền Tông hả? Ánh mắt Trương Tuấn Bình nóng như lửa nhìn cánh tay bên trong gạc bông, lẩm bẩm nói, mọi người đều biết. Núi Tứ Hành Thiết Quyền Tông lấy quyền pháp làm nổi danh thiên hạ. Nhưng rất ít người biết, cao thủ chân chính Thiết Quyền Tông lại am hiểu nhất không phải là quyền pháp, mà chính là kiếm pháp. Mấy ngàn năm qua, các đời tông chủ Thiết Quyền Tông, đều dựa vào nó, học được kiếm pháp vô cùng ác liệt. Nghĩ đến đây, Trương Tuấn Bình liền từng bước một đi đến gạc băng, định thể nghiệm một chút xem tin đồn có thật hay không. Nhưng vào lúc này, ngọc bội trên cổ anh ta bỗng nhiên lóe ra ánh sáng. Hừm. Trương Tuấn Bình nhất thời dừng bước, khẽ nhíu mày nói, có nguy hiểm. Chẳng lẽ có người đến sao? Ý thức được chuyện này, Trương Tuấn Bình vừa nghĩ, vừa vội vàng sử dụng ngọc bội, che đi khí tức của mình, trốn ở trong góc của cung điện. Ngọc bội quả thực có thể ẩn giấu khí tức, nhưng không phải lúc nào cũng ẩn giấu được. Tại thời điểm ẩn giấu khí tức, sẽ tiêu hao năng lượng của ngọc bội, mỗi lần đối đa duy trì nửa tiếng. Nửa tiếng sau, năng lượng bên trong ngọc bội sẽ hao hết, cũng sẽ mất đi năng lượng ẩn giấu khí tức. Sau đó, ngọc bội sẽ tự động hấp thụ năng lượng trong trời đất, vào ngày thứ hai thì có thể sử dụng được như bình thường. Nói đơn giản một chút, cái này tương đương với sạc điện năng lượng mặt trời. Hửm! Có khí tức của người, nhưng lại biến mất rồi sao? Tô Thương đi tới, đã giải quyết hết toàn bộ cao thủ nhà họ Trương rồi. Lúc này, ánh mắt của anh ấy nhìn vào cung điện dưới đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thú vị lắm, chắc chắn lúc trước mày đã chạy ra khỏi nhà họ Trương bằng cách này đây nhỉ. Có điều, tao đã khóa chặt vị trí của mày rồi, mà cung điện dưới đất này, tao đã xem xét hết một lượt rồi, cửa vào cũng chính là lối ra, mày trốn không thoát đâu. Tô Thương thản nhiên nói, Hứa Sơn Cư, ông canh giữ ở đây, Trương Hiểu Ngọc, theo tôi đi vào. Vâng.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người Hứa Sơn Cư và Trương Hiểu Ngọc một mực cung kính trả lời. Ngay sau đó, Tô Thương liền dẫn Trương Hiếu Ngọc cùng xuống cung điện dưới đất. Nơi này thế mà là một thế giới khác, xem ra Trương Trường Sinh đã tốn không ít tâm trí vào đây nha. Trương Hiểu Ngọc kinh ngạc nói. Tô Thương cũng không nhiều lời, mà trực tiếp đi tìm Lưu Sở Điềm, và anh rất nhanh chóng đã tìm thấy Lưu Sở Điềm. May quá cô ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn, chỉ là chịu đả kích quá lớn, dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Sau khi kiểm tra một chút, Tô Thương thở dài một hơi, sau đó phân phó nói, Trương Hiểu Ngọc, cõng cô ấy ra ngoài đi, ở bên ngoài chờ tôi. Vâng. Trương Hiểu Ngọc đầu tiên là đồng ý, cõng Lưu Sở Điềm như lời Tô Thương, sau đó nói, điện chủ, căn cơ của Thiết Quyền Tông ở núi Tứ Hành, cung điện dưới đất này rõ ràng là mới xây dựng, được tài hay đan dược đều không có gì, mọi thứ trống rỗng, cậu ở lại đây làm gì chứ? Ha ha, cô đừng hỏi nữa, ra ngoài đi, Tô Thương thản nhiên nói. Được. Trương Hiểu Ngọc không nói nữa, mà cõng Lưu Sở Điềm, nhún người đi ra khỏi cung điện dưới đất. Sau khi cô ấy đi, Tô Thương bắt đầu quan sát khắp cung điện, nhưng không phát hiện bất kỳ bóng người nào, cũng không có chút khí tức nào. Nhưng anh ấy có thể xác định, nơi này chắc chắn có giấu một người. Hửm. Lúc này, Tô Thương bỗng nhiên bị băng gạc phía trước hấp dẫn, thế là sải bước đi tới. Sau khi gần tới, Tô Thương nhìn chăm chú vào cánh tay bên trong, sau khi dừng lại khoảng vài giây thì cực kỳ khiếp sợ, cánh tay này. Vậy mà ẩn chứa kiếm ý đại thành, hơn nữa lại đi con đường vô địch của đại thành kiếm ý. Nhìn trạng thái của nó, chắc là đã bị băng mấy ngàn năm rồi, khoảng cách nhiều năm như vậy, kiếm ý vẫn cứ không rời. Tô Thương lẩm bẩm nói, khủng bố quá, chủ nhân của cánh tay này, chắc chắn phải là cao thủ kiếm đạo đỉnh phong, thực thực thâm sâu khó lường, ở trái đất lại có người tu chân mạnh mẽ đến thế sao? Sau khi một hồi ngạc nhiên, Tô Thương nhíu mày. Trong lòng không chịu được mà đoán. Vài ngàn năm trước ở trái đất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mà chiến lý luyện khí thượng cổ lại cùng nhau biến mất? Chủ nhân của cánh tay này, dù là ở huyền thiên tiên vực cùng tính là cao thủ số một rồi, là ai có thể chặt cánh tay này xuống? Còn nữa. Ông Cố Tô Vô Kỵ, đã vô địch khắp thiên hạ, tung hoành toàn bộ giới luyện võ, là ai làm ông ấy bị thương? Vì sao thời điểm ông nội nhìn thấy ông Cố, là lúc ông Cố đang bị thương chứ? Những chuyện này, đều không thể biết được. Xem ra trái đất không đơn giản như mình nghĩ rồi. Tô Thương biểu cảm thoáng có chút nghiêm trọng, sau đó lại không nghĩ đến chuyện này nữa, mà nhìn vào cánh tay bên trong băng gạc, khẽ cười nói, Vương Đại Thiếu Gia đã mất đi một cánh tay, mình đang lo không biết nên giải quyết thế nào, bây giờ thì dễ rồi, thay đổi cánh tay này cho cậu ấy. Sau này thành tựu của cậu ấy chắc chắn sẽ không thể lường trước được. Cánh tay bên trong gạc băng, không chỉ ẩn chứa kiếm ý vô địch, hơn nữa còn có linh khí rất mạnh. Cũng vì những linh khí này, nên Tô Thương mới kết luận chủ chân của cánh tay này chính là chiến sĩ luyện khí. Vương Đại Thiếu Gia là quá ly kiếm thể, nếu nối liền với cánh tay này, quả thực như hổ mọc thêm cánh rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền điều động linh khí. Định cưỡng ép phá vỡ băng gạc, lấy ra cánh tay thượng cổ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Trương Tuấn Bình đang trốn trong bóng tối lại nhìn không được mà vội vàng đứng ra ngăn cản. Cánh tay này có thể là thánh vật của Thiết Quyền Tông, anh ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thánh vật bị hủy. Ha ha, cuối cùng cậu cũng lộ diện rồi. Cảnh giới tông sư. Ánh mắt Tô Thương, nhìn vào trên người Trương Tuấn Bình. Sau đó giật lấy ngọc bội trên cổ của anh ta. Ngay lập tức, ngọc bội trên cổ anh ta liền xuất hiện trên tay Tô Thương. Đá thiên ẩn. Không tệ nha, đây chính là tài liệu tuyệt vời để luyện khí, có thể ẩn giấu khí tức, chiến sĩ luyện khí đeo lên, dù là tu sĩ cao hơn hai cảnh giới Nguyên Anh cũng không phát hiện ra được. Thứ này, thuộc về tôi. Tô Thương vừa nghĩ đến. Liền lấy ngọc bội của Trương Tuấn Bình thu vào vòng tay lưu trữ, sau đó nhìn chăm chú vào Trương Tuấn Bình, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Bên trong cung điện dưới đất, chỉ có hai người Tô Thương và Trương Tuấn Bình.
Cảm nhận được sát ý bên trong cơ thể Tô Thương, Trương Tuấn Bình bị dọa đến không biết làm sao, trực tiếp tê liệt dưới đất, cơ thể không ngừng lùi về sau. Tô Thương từng bước một đến gần, mặt trầm như nước, không khí xung quanh đều như muốn ngưng đọng lại. Đừng, đừng giết tôi! Trương Tuấn Bình bị dồn đến trong góc, vội vàng quỳ xuống xin tha. Ha ha! Tô Thương cười lạnh lùng nói, từ khoảnh khắc nhà họ Trương chúng mày ức hiếp Vương đại thiếu gia trở đi, mày đã bị tuyên án tử hình rồi, không kẻ nào có thể cứu được mày hết. Trương Tuấn Bình nơm nớp lo sợ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng không cầu xin nữa, mà ngược lại uy hiếp nói, mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng anh phải suy nghĩ thật kỹ. Chủ nhà họ Trương chúng tôi, là tông chủ Thiết Quyền Tông Trương Trường Sinh, ông ấy là cường giả cảnh giới nửa bước thần tông. Nếu như giết tôi, chắc chắn sẽ luôn bị lão tổ tông đuổi giết không ngừng. Trương Tuấn Bình nghiến răng nghiến lợi nói, tôi khuyên anh tốt nhất nên đi đi, có lẽ lão tổ tông nhà chúng tôi sẽ mở ra một. Vù! Trương Tuấn Bình còn chưa nói xong, Tô Thương đã lấy tay làm kiếm, cắt đứt khí quản của cậu ta. Trong chốc lát, máu tươi phun ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, cực kỳ loè loẹt. Đừng có gấp, từng người một. Tao đưa mày xuống địa ngục trước, rất nhanh thôi sẽ đến lượt lão tổ tông của mày. Ánh mắt Tô Thương lạnh lùng, vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua cái xác của Trương Tuấn Bình, sau đó liền thu ánh mắt lại. Sau đó, Tô Thương nhìn về phái gạc băng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lập tức ra tay, trực tiếp phá vỡ hàn băng ngàn năm. Vù! Ngay lập tức, cánh tay thượng cổ cứ thế mà bay lên trời, dường như là có luồng linh khí. Tản ra uy thế kinh khủng, giống như muốn nghiền ép Tô Thương. Hửm! Tô Thương trong lòng run lên, theo phản xạ đã lùi lại một bước, đồng thời lấy chìa khóa của Đông Phủ ra. Giờ phút này, chìa khóa Đông Phủ trên đỉnh đầu Tô Thương, dọi xuống hàng vạn ánh sáng, tạo thành một bình phong bảo vệ, vây quanh Tô Thương, hoàn toàn ngăn được uy lực của cánh tay thượng cổ tản ra. Cánh tay thượng cổ rõ ràng đã dừng lại một chút. Sau đó liền muốn thoát khỏi cung điện dưới đất. Quả nhiên là sinh ra linh khí. Nhưng mà mày muốn đi sao, đã hỏi qua ý kiến của tao chưa hả? Hai mắt Tô Thương híp lại, hai tay cùng lúc bấm huyệt, trầm giọng nói, chìa khóa Đông Phủ, trấn áp nó cho tôi. Trong khoảng khắc, chìa khóa Đông Phủ liền tỏa ra một ánh sáng chói mắt, uy thế khiến người người sợ hãi, giống như là bầu trời sáng rực trong màn đêm. Cánh tay thượng cổ lập tức trung thành, uy thế khủng khiếp đã không còn lại chút gì, giờ chỉ còn là sự im lặng, lơ lửng ở trước mặt Tô Thương mà thôi, rõ ràng đã phục tùng uy quyền của chìa khóa Đông Phủ rồi. Tô Thương đưa tay ra, bắt lại được cánh tay thượng cổ, cảm nhận được lực lượng hào hùng bên trong cánh tay, nhịn không nổi mà cảm thán nói, chủ nhân của cánh tay, quả nhiên là cường hãn. Đã tách rời vô số năm rồi, nhưng linh khí của cánh tay này vẫn y như cũ. Thậm chí còn sinh ra một cỗ linh khí khác, không thể không nói rằng trái đất thời kỳ thượng cổ, thật sự thần bí quá. Tô Thương đánh giá cánh tay thượng cổ vài lần, sau đó liền ra tay, xóa đi linh trí bên trong cánh tay, sau đó cười nói, bây giờ tốt rồi, trả lại cánh tay cho Vương đại thiếu gia, thực lực chắc chắn sẽ tăng nhanh chóng đến một mức độ kinh khủng. Ngay sau đó, Tô Thương cất cánh tay thượng cổ vào trong vòng tay lưu trữ. Sau đó liền nhún người rời khỏi cung điện dưới đất. Nơi này quả thực trống rỗng, không giống kho báu dưới đất của nước Đê, có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Có điều, chuyến đi lần này, thu hoạch không nhỏ, không chỉ giải cứu được Lưu Sở Điềm, còn thu được hai món chí bảo. Trong đó một món chính là cánh tay thượng cổ, vừa vặn phù hợp hoàn toàn với Vương Phú Quý. Còn về một cái khác, chính là ngọc bội trên cổ Trương Tuấn Bình, thứ này chế tạo từ đá thiên ẩn. Đá thiên ẩn, ở huyền thiên tiên vực là tài liệu luyện khí cực kỳ khan hiếm. Với phương pháp của Tô Thương, nếu như đem đá thiên ẩn dung nhập vào vòng tay lưu trữ của mình, hoàn toàn có thể tránh được chiến sĩ luyện khí Nguyên Anh kỳ phát hiện ra khí tức. Bây giờ Tô Thương có chỉ xích thiên nhai, sở dĩ không dùng được là bởi vì đối thủ cường đại có thể phát hiện được vị trí của anh ấy. Nhưng nếu có đá thiên ẩn này, lại hoàn toàn khác biệt. Công dụng của đá thiên ẩn, cộng thêm thuấn di của chỉ xích thiên nhai, đơn giản như hổ mọc thêm cánh, xuất quỷ nhập thần,
giết người vượt cấp dễ dàng hơn rồi. Cho dù là gặp người không giết được, cũng có thể ẩn nấp hành tung, chạy trốn được, để còn có khả năng giữ lại mạng sống của mình nữa chứ. Dù sao cũng là huyền thiên tiên đế, đối với loại chí bảo này, cực kỳ yêu thích. Chấm chấm chấm. Trên đường Tô Thương đi ra khỏi cung điện dưới đất, gặp Hứa Sơn cư ở bên ngoài, cùng với Trương Hiểu Ngọc đang cõng Lưu Sở Điềm, mấy người cùng nhau rời đi khỏi hiện trường. Không lâu sau, đoàn người Tô Thương đã trở lại trang viên nhà họ Trương. Đại thiếu gia, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Vừa mới vào cửa, Tiêu Đình lo lắng chào hỏi, cười khổ nói, cậu nhanh đến sảnh trước xem thử đi. Tô Thương nhíu mày nói, làm sao? Tổng quản Hoàng Cung đang ở sảnh trước chờ cậu. Ông ta rất có nghị lực đó nha, vẫn luôn ngồi đó không chịu rời đi hay sao hả? Không phải, đây là lần thứ ba Ngụy Tổng quản tới. Tiêu Đình cười khổ nói, hai lần trước, tôi đều nói cho ông ấy biết, cậu không ở trang viên, ông ấy liền đi khỏi, ai ngờ lần này lại khăng khăng không chịu đi, cứ bắt buộc phải gặp được cậu. Nói cho ông ta biết, tôi không có thời gian. Ánh mắt Tô Thương nhìn lên người Trương Hiểu Ngọc bên cạnh, thản nhiên nói, tìm một cái phòng, sắp xếp ổn thỏa cho Lưu Sở Điềm, cô bây giờ tạm thời đừng trở về Dược Vương Điện vội, nếu Sở Điềm tỉnh lại, cô trò chuyện bên cạnh là được. Vâng. Trương Hiểu Ngọc cung kính trả lời. Hứa Sơn Cư, ông đến đây, tôi muốn thay cánh tay cho Vương Phú Quý, ông ở bên ngoài chờ, không có lệnh của tôi, không cho phép bất kỳ kẻ nào lại gần. Nói xong, Tô Thương liền nhanh chân đi đến căn phòng Vương Phú Quý đang nghỉ ngơi. Hứa Sơn Cư thì theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Trương Ngọc Hiểu cõng Lưu Sở Điềm, đi vào trang viên như quen thuộc từ lâu, tìm kiếm phòng trống. Hiện trường chỉ còn lại Tiêu Đình, lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này, ở cách đó không xa, có một giọng nói truyền đến. Ông là thái giám sao? Ông chắc chắn là thái giám rồi. Ông anh thái giám, có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm đi nhà xí được không? Trẻ con nhà ai đây? Đi đi đi, đi ra đi. Ông anh thái giám, trả lời một chút cho tôi bớt tò mò đi mà, ông bình thường đi vào nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ? Cái câu hỏi lộn xộn gì thế hả? Nói thử đi mà, lúc ông đi tiểu, ông ngồi xổm hay là vẫn đứng vậy? Ông sẽ dùng tay đỡ lấy sao? Ồ, thật ngại quá. Quên mất, thái giám các ông đều bị cắt rồi, muốn đỡ cũng không có mà đỡ nữa. Ông anh thái giám này, lúc cắt có đau không nhỉ, có phải giống như trên tivi đã diễn không, chỉ cần một dao là làm xong luôn. Nhanh nhanh cút đi, phiền chết đi mất, mày là con nhà ai, sao lắm miệng thế, ông đây cần phải dạy dỗ lại mày rồi. Chấm chấm chấm. Hai người đang nói chuyện, chính là Ngụy Trung và Tô Tinh Hà. Lúc này Tô Tinh Hà giống như một cậu học sinh ham học hỏi, trông mong nhìn qua Ngụy Trung, chờ đợi Ngụy Trung trả lời. Mà Ngụy Trung, thân là thái giám, kiêng kỵ nhất là người khác đem chuyện này ra nói, sắc mặt đã sớm tối sầm lại, cuối cùng là không thể chịu được nữa, tức hổn hển muốn dạy dỗ Tô Tinh Hà. Đừng! Lúc này, Tiêu Đình vội vàng đi lên trước, cười làm lành nói, Ngụy Tổng quản, thật ngại quá, đứa bé này là con trai của đại thiếu gia nhà chúng tôi. Tô Tinh Hà, từ nhỏ đã không được giáo dục tốt, nếu có chỗ nào đắc tội mong ông rộng lượng tha thứ. Con trai của Tô Thương. Thế thì quá khớp rồi. Chẳng trách không lễ phép như vậy, quả nhiên rồng sinh rồng, phượng sinh phượng mà, con trai của chuột thì sẽ đào hang. Hừm, Tô Thương không nói lễ nghĩa, đóng cửa không gặp, con của cậu ta không biết giữ mồm giữ miệng, quả thật cũng là chuyện quá bình thường thôi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài mặt, lại giả vờ nịnh nọt nói, hóa ra là con trai của Tô Đại Thiếu Gia, chẳng trách khí phách bất phàm, tuổi còn nhỏ, đã có tướng quý tộc rồi, sau này thành tựu khó đoán trước được nha. Ngụy Tổng quản quá khen. Tiêu Đình cười cười, sau đó nhìn Tô Tinh Hà, nhỏ giọng nói, Tiểu Thiếu Gia, đừng làm loạn được không, nhanh đi tìm vợ nhỏ của cậu chơi đi. Vợ nhỏ trong miệng Tiêu Đình. Tất nhiên là cái cô bé ăn kẹo hồ lô kia rồi. Ai ngờ, Tô Tinh Hà bĩu môi nói, không đi. Sao vậy?
Tô Tinh Hà thản nhiên nói ra, tôi cãi nhau với cô ấy rồi. Hai đứa không phải đang rất vui vẻ sao, sao đột nhiên lại cãi nhau rồi? Tiêu Đình nghi ngờ nói. Hừm, còn không phải vì cô ấy lòng dạ hẹp hòi hay sao chứ? Vừa rồi tôi chẳng qua là chỉ gửi cho cô vợ khác của tôi một tin nhắn, thế mà cô ấy đã lên cơn ghen rồi, bắt tôi nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô ấy. Tô Tinh Hà giống như cây ngay không sợ chết đứng, nói cái này có gì mà phải giải thích chứ, đàn ông tam thê tứ thiếp, bên trái ôm, bên phải ấp không phải là chuyện bình thường hay sao, đây chính là phẩm chất tốt đẹp ngàn năm truyền thống của nước ta, giải thích cái cọng lông gì mà giải thích. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Một thằng nhãi 4 tuổi, thế quái nào mà thành kẻ cặn bã thế này, chuyện này thực sự nó đang nói nghiêm túc sao? Phụt. Tiêu Đình không nhịn được, cười mà bật thành tiếng. Anh cười gì chứ? Tô Tinh Hà bất mãn nói. Khụ, khụ. Tiêu Đình cố nín cười, ho khan hai tiếng, sau đó nói, tiểu thiếu gia, tôi cảm thấy con gái cần phải được dỗ dành, cậu không thể cứng rắn như vậy, đi dỗ dành cô ấy đi. Dỗ một xíu là ổn rồi. Cái dám. Tiểu thiếu gia tôi anh Tuấn phóng khoáng, anh kêu tôi qua đó làm chó liếm, đi nịnh nọt cô ấy sao? Tô Tinh Hà thề son sắt, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu thiếu gia thà độc thân cả đời, thà chết ngay lập tức, cũng tuyệt đối không làm chó liếm. Anh lớn đầu thế này rồi, vừa nhìn là biết anh chưa yêu ai bao giờ phải không? Tôi nói cho anh biết, con gái không thể chiều, muốn để tôi nhận sai, ha ha. Nằm mơ đi nha. Cái này. Hình như nghe rất có lý. Tiêu Đình sờ sờ lên mũi, nhất thời không tìm thấy lý do phản bác lại. Nhưng mà đúng lúc này, Mạc Ngữ Hiên ôm một con búp bê Barbie, từ xa xa đi tới. Lúc này. Mạc Ngữ Hiên mặc một cái váy màu hồng rất đáng yêu, buộc mấy bím tóc nhỏ, phía sau lưng còn đeo một đôi cánh giả bươm bướm. Giống như là tiểu tiên tử đến từ Bách Hoa Cốc vậy. Hừm, đồ quỷ sứ chán ghét, từ này về sau tôi không chơi với anh nữa. Phía xa, Mạc Ngữ Hiên lườm Tô Tinh Hà một chút, đồng thời lạnh lùng hừng một tiếng, lộ ra vẻ bất mãn của mình, sau đó thở hổn hển đi qua. Chấm than. Đẹp quá mức cho phép rồi nha. Thế này thì ai chịu nổi chứ? Hai mắt Tô Tinh Hà lập tức nhìn thẳng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Mạc Ngữ Hiên đang biến mất dần khỏi tầm mắt của mình. Sau khi kịp phản ứng lại, Tô Tinh Hà vừa chạy vừa nói, vợ nhỏ à, anh sai rồi, em nghe anh giải thích, tất cả đều là lỗi của anh, chờ anh với. Tô Tinh Hà dường như quên đi lời chính mình mới nói, trên mặt chứa đầy nụ cười nịnh nọt, vội vàng đuổi theo Mạc Ngữ Hiên. Ai ya! Ngay lúc đó, Tiêu Đình cùng với Ngụy Trung, hai người đều sững sờ. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Ngụy Trung vốn kín như bưng, giờ mặt mũi tràn đầy may mắn nói, tuổi còn nhỏ mà đã phải khổ sở vì tình yêu, chuyện này quá đáng sợ, may mắn mà tôi lúc nhỏ, đã cắt đứt tình duyên trước rồi. Tiêu Đình. Chấm chấm chấm. Giờ này phút này. Trang viên nhà họ Trương, trong căn phòng yên lặng. Vương Phú Quý đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì vết thương quá nặng nên đến giờ vẫn còn chưa tỉnh. Nối liền cánh tay này, đối với cậu chỉ có ích chứ không có hại, tôi lần này không hỏi ý kiến của cậu đâu nha. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó lấy cánh tay từ trong vòng tay Lưu Trữ ra. Vù! Ngay sau đó, hai tay anh ấy bấm huyệt, cực kỳ chăm chú, bắt đầu dùng bí thuật, đưa cánh tay trực tiếp vào cơ thể Vương Phú Quý. Còn về Hứa Sơn Cư thì ở bên ngoài bảo vệ, không có ai có thể đến làm phiền Tô Thương. Cùng lúc đó, Đại Điện Kim Loan, Hoàng thượng cùng văn võ bá quan đều đang đợi Tô Thương đến, nhưng mà hết lần này đến lần khác, Tô Thương đều chậm chạp không đến. Cuối cùng, Bình Thân Vương Long Từ Hành không thể nhịn được nữa, đứng ra nói lớn, Hoàng thượng, xem ra Ngụy Tổng Quản không mời nổi Tô Thương rồi, chi bằng thế này. Thần đệ phái một thủ hạ qua trang viên nhà họ Trương, chắc chắn sẽ đưa được Tô Thương đến Đại Điện Kim Loan. Ồ! Long Hành Thiên có chút khựng lại, nghi ngờ nói, Bình Thân Vương, sao lại chắc chắn như thế, chẳng lẽ muốn dùng vũ lực sao? Chấm cảnh cáo ngươi, trước khi Chư Ua làm rõ sự tình, bất kỳ ai cũng không được gây bất lợi cho Tô Thương.
Long Hành Thiên, lạnh lùng nói. Tô Thương chính là em trai của sư tỷ, nếu như Tô Thương có việc gì, trời mới biết được sư tỷ sẽ làm ra hành động quá đáng gì. Hoàng thượng, ngài đừng quá lo lắng, thần đệ đương nhiên sẽ không cưỡng chế chèn ép Tô Thương rồi, nếu không thì căn bản không cần báo cáo tội trạng của cậu ta. Long Từ Hành khẽ cười nói, xin Hoàng thượng yên tâm, cách của thần đệ chắc chắn sẽ hiệu quả. Long Từ Hành cùng kính trả lời, sau đó liền quay người lui ra khỏi địa điện Kim Loan. Một người đàn ông trung niên đang đợi ở bên ngoài, nhất thời tiến lên, quỳ một chân xuống đất nói thân vương điện hạ. Long Từ Hành nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói thầm bên tai người đàn ông trung niên này, sau đó nói, cung ninh, nhớ kỹ, nhất định phải thể hiện một chút hung hăng, tốt nhất là hoàn toàn chọc giận Tô Thương, sau đó nói cho cậu ta biết, tôi ở đại điện Kim Loan chờ cậu ta. Vâng, thân vương điện hạ, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn ông trung niên cung ninh này, một mực cung kính nhận lệnh. Được, đi đi, Long Tự Hành vung tay lên, thúc giục nói. Vâng, cung ninh trả lời, hình bóng nhanh chóng đã biến mất. Sau khi nhìn thuộc hạ rời đi, khóe miệng Long Tự Hành khẽ nhếch lên một nụ cười. Ha ha! Tô Thương ơi Tô Thương, cậu không phải là tuổi trẻ ngông cuồng sao, ha ha, tôi rất mong chờ cậu đại náo điện Kim Loan đó nha. Còn hoàng thượng nữa, chứng cớ rành rành còn muốn điều tra rõ ràng, hừm, tôi ngược lại muốn xem, Tô Thương ở đại điện Kim Loan làm sằng làm bậy, anh có còn bao dung cho cậu ta không? Chấm chấm chấm. Sau 2 tiếng, trang viên nhà họ Trương, bên trong căn phòng. Tô Thương đã lấy cánh tay nối lại trên cơ thể Vương Phú Quý rồi, khả năng dung hợp cực kỳ tốt. Vết thương của Vương Phú Quý cũng đã được Tô Thương trị khỏi. Gần như hoàn toàn khôi phục rồi, bất kỳ lúc nào đều có thể tỉnh lại được. Còn Tô Thương, trong vòng 2 tiếng này, đã lấy đá thiên ẩn dung nhập vào vòng tay lưu trữ rồi. Bây giờ, mặc dù bên trong vòng tay lưu trữ không mở rộng thêm, nhưng lại có một công năng mới. Chỉ cần Tô Thương có suy nghĩ thôi, toàn bộ khí tức của mình sẽ được vòng tay lưu trữ ẩn giấu. Bên trong hệ thống tu chân, chỉ có người tu chân cảnh giới Nguyên Anh và trên Nguyên Anh mới có thể thấy được khí tức của anh ấy. Mà bên trong hệ thống cổ võ, Tô Thương xác định, chỉ cần mình ẩn giấu khí tức, thì không có bất kỳ người luyện võ nào có thể phát hiện được anh ấy. Cái chức năng này nhìn thì có chút vô bổ nhưng thực tế lại có công dụng rất lớn nha. Không chỉ có thể bất ngờ giết chết đối phương mà còn có thể coi như con át chủ bài dùng lúc cần chạy trốn nữa đó. Ngoài ra, Tô Thương còn hấp thụ một lượng lớn đá năng lượng, mặc dù không phải là trúc cơ nhưng cũng là luyện khí tầng 9 đỉnh phong rồi, chỉ còn cách trúc cơ một bước nữa mà thôi. Tìm một cơ hội thích hợp thì mình cũng đạt được trúc cơ mà thôi. Tô Thương kết thúc trạng thái tu luyện, khóe miệng nở một nụ cười. Trước mắt, anh không thiếu tài nguyên tu luyện, cho dù là đá năng lượng hay là các dược liệu ẩn chứa linh khí, thì trong vòng tay chứa đồ của anh cũng có một đống. Chỉ là, từ lúc tu luyện đến giờ Tô Thương vẫn luôn không kiêu ngạo, nóng vội, chuẩn bị làm gì thì làm chắc cái đó. Như thế thì căn cơ mới vững chắc, sau này ngay thời điểm đột phá đại cảnh giới cũng sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu. Đặc biệt là khi đối mặt với lôi kiếp, người tu chân có căn cơ vững chắc thì rõ ràng sẽ có ưu thế hơn. Nếu như căn cơ không vững, thì khả năng độ kiếp thất bại là rất cao, thậm chí còn có khả năng bị mất hết cảnh giới nữa. Chậm chậm thôi, mình có một cảm giác, một khi mình thành công đạt được đến trúc cơ thì ở trong giới luyện võ này không còn ai xứng làm đối thủ của mình nữa. Tô Thương khẽ cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin, lẩm bẩm nói, đến lúc đó, mình sẽ đạp lên vùng đất tế trời đón mẹ của mình về. Cũng phải đến đỉnh Côn Luân, tiêu diệt gia tộc Tây Môn, cái bọn tu hú chiếm tổ chim khách kia nữa. Tóm lại một câu, có thù báo thù, có oán báo oán. Nhanh thôi. Khoảng cách mình trở thành vô địch trong giới luyện võ càng ngày càng gần rồi. Chấm than. Chấm than. Chấm than. Đúng ngay lúc này, Vương Phú Quý liền tỉnh lại, cậu ấy bật ngồi dậy liền thốt ra 3 câu tinh hoa đất nước. Tô Thương thu hồi suy nghĩ của mình lại, nhìn sang Vương Phú Quý, khẽ cười nói, Vương Đại Thiếu Gia, gì mà hả? Tô Đại Thiếu Gia,
anh em ruột thịt của tôi biết anh sẽ đến cứu tôi mà. Vương Phú Quý sau khi phản ứng lại liền kích động bước xuống giường ôm lấy Tô Thương, vùi chặt đầu vào lồng ngực Tô Thương, cảm động rơi cả nước mắt nói, Tô đại thiếu gia, là anh cứu tôi, sau này cái mạng này của tôi, chính là của anh rồi, anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Cút đi. Tô Thương đen sầm mặt lại, trực tiếp đẩy Vương Phú Quý ra, mặt tràn đầy khinh ghét nói, tránh xa tôi ra một chút, nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả, ông đây đối với Hoa Cúc không có hứng thú nhá. Ý chỉ hậu môn. Tô đại thiếu gia, anh vô tình quá, thật tàn nhẫn mà, tôi. Vương Phú Quý uất ức nói. Mẹ nó, cậu có thể khép lại hậu môn không hả, còn già mồm thì đừng trách tôi không khách sáo đó nhé. Tô Thương liếc nhìn Vương Phú Quý. Ha ha ha. Đùa chút thôi mà, Tô đại thiếu gia, tôi đối với cái kim châm cô của anh cũng không hề có hứng thú mà. Ý chỉ cái đó của Tô Thương. Vương Phú Quý sảng khoái mỉm cười, sau đó lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền giơ tay phải của mình lên, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, tay phải của tôi không phải bị đứt rồi sao, chuyện này là thế nào? Vương đại thiếu gia, cậu may mắn lắm nhá. Tôi vô tình có được một cánh tay thượng cổ có ẩn chứa linh khí. Tô Thương khẽ cười nói, vừa đúng lúc cậu mất đi một cánh tay, tôi liền nối nó cho cậu luôn. Cánh tay này không đơn giản đâu nha, nó ẩn chứa kiếm ý vô địch đó, trong một thời gian sau, thực lực của cậu chắc chắn sẽ tăng mạnh cho mà xem, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nhá. Tô Thương vỗ vỗ vai Vương Phú Quý, sau đó nói, Vương đại thiếu gia, đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau cảm ơn tôi đi. Cảm ơn cái đầu anh. Vương Phú Quý khóc không ra nước mắt, giơ hai cánh tay của mình ra, vẻ mặt đưa đám nói, Tô đại thiếu gia, anh nhìn kỹ chút đi, hai cánh tay này có phải không giống với người khác không? Có cái gì không giống? Đang nói, Tô Thương liền nhìn lại thì kết quả là sững sờ ngay lập tức. Mẹ nó chứ. Đúng là không giống người khác thật. Vương Phú Quý là mất đi cánh tay phải, mà cái tay thượng cổ kia lại là tay trái. Chính là nói, bây giờ Vương Phú Quý có hai cánh tay giống nhau, đều là tay trái. Cái này mẹ nó chứ, lúc giơ tay lên đúng là nhìn như một nửa dấu ngoặc của tựa đề sách vậy, trông buồn cười vô cùng. A, à, Vương Phú Quý giơ hai cánh tay trái lên, ngửa mặt lên trời thở dài nói, lúc trước đọc sách, có ghi một câu là tôi nhìn thấy trước cửa nhà tôi có hai cái cây. Một cây là cây táo tàu, cây còn lại cũng là táo tàu, tôi còn không để ý lắm, thậm chí còn nghi ngờ là cha đại văn hào này viết nhảm nhí, nên vô cùng khinh thường anh ta. Nhưng bây giờ, thay vào cơ thể của tôi rồi, tôi mới cảm nhận được sâu sắc tình cảm sâu trong nội tâm của vị đại văn hào kia. Vương Phú Quý khóc không ra nước mắt, bi thống nói, tôi có hai cánh tay, một cái là tay trái, cái còn lại cũng là tay trái, tôi thật thống khổ mà. Khụ khụ. Chuyện này, là do tôi sơ suất, tôi chỉ mải lo tìm cánh tay để nối cho cậu, lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tô Thương sờ sống mũi, Trần An nói, Vương đại thiếu gia, đừng để ý đến mấy tiểu tiết này, cậu phải biết, cánh tay thượng cổ này của cậu, sau này cậu mạnh lên rất nhanh đều là nhờ nó cả đấy. Nhưng cái này khó chịu quá mà, hơn nữa cũng không phối hợp được, tôi sẽ bị người ta cười cho chết mất. Vương Phú Quý muốn khóc mà không khóc được nói. Cái đó thì tính là gì chứ, đều là chuyện nhỏ mà thôi, Vương đại thiếu gia, cậu nghĩ xem lúc Lưu Sở Điềm gặp nguy hiểm, cái cảm giác vô dụng, bất lực trong lòng cậu cũng khó chịu đúng không? Tô Thương khuyên bảo nói, nhưng sau này sẽ khác đi rồi, cậu sẽ nhanh chóng mạnh lên, có thể bảo vệ tốt người cậu muốn bảo vệ, đây mới là chức trách của người đàn ông. Chấm hỏi. Hình như có chút có lý nha. Vương Phú Quý nghe thấy những lời này, tâm trạng nhất thời có chút thay đổi, cậu ấy nhìn xuống hai cánh tay trái của mình, khẽ cười nói, Tô đại thiếu gia, nghe anh nói như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy như thế này cũng rất thuận mắt nha. Chỉ là, tôi còn một vấn đề nữa. Tô Thương nghi hoặc nói, vấn đề gì? Vương Phú Quý nhìn Tô Thương, đồng thời lắc lắc hai cánh tay nghiêm túc hỏi, cái này sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi thổi kèn sona chứ? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương đen sạm mặt lại, sau khi kịp phản ứng lại thì trực tiếp đạp Vương Phú Quý một cái, lau bao nói, thổi cái đầu cậu,
cậu là thái ly kiếm thể, là thể chất vạn năm mới gặp một, thổi kèn sao? Cậu ngu quá vậy. Nhưng tôi thật sự thích thổi kèn Sona mà. Vương Phú Quý vẻ mặt vô tội, không chịu khuất phục nói. Con mẹ nhà cậu. Tô Thương không thèm đếm xỉa đến Vương Phú Quý nữa, liền nói, cút đi đi, nơi này là trang viên của nhà họ Trương, bây giờ thuộc về tôi rồi. Lưu Sở Điềm đang ở căn phòng thứ hai ở phía đông, cậu đi tìm cô ấy đi, đừng để ông đây nhìn thấy cậu nữa, nếu không tôi sợ tôi không nhịn được mà phang cho cậu mấy phát. Để lại lời nói, rồi Tô Thương rời khỏi căn phòng, không thèm quan tâm đến Vương Phú Quý nữa. Tên nhóc này quá đê tiện rồi, nói chuyện với cậu ấy dễ mốc hỏa luôn. Đại thiếu gia. Tô Thương đi đến bên trong sân vườn thì nhìn thấy Tiêu Đình, mà bên cạnh Tiêu Đình còn có hai người nữa. Một người chính là Tổng quản đại nội Ngụy Trung, người còn lại chính Cung Ninh, người đàn ông trung niên do Bình Thân Vương sai tới. Tô đại thiếu gia, coi như cũng đợi được cậu rồi. Ngụy Trung còn khá lịch sự, nở nụ cười chào hỏi. Nhưng Cung Ninh lại khác, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, cười đùa nói, Tô Thương, cậu biết chị gái Tô Cân Dực của cậu bây giờ đang ở đâu không? Hừ. Vốn dĩ, Tô Thương không có ý định nói chuyện với hai người này, diện thánh cái khỉ gì, anh mới không thèm đi. Nhưng khi nghe người trước mặt nhắc đến chị mình thì biểu cảm của Tô Thương lại biến đổi rồi, anh lạnh giọng chất vấn, nói rõ ra cho tôi ngay. Ha ha ha, Tô Thương. Nói thật cho cậu biết, chị gái Tô Cân Dực của cậu làm trái quân lệnh bị bắt giam ở phủ Bình Thân Vương rồi, mỗi ngày còn bị đánh 200 quân côn nữa kìa. Cung Ninh chậc lưỡi nói, chậc chậc, Tô Cân Dực mặc dù là chiến thần, nhưng cũng chỉ là thân phận con gái, da thịt mỏng manh, liên tục bị đánh mấy ngày, sớm sắp hấp hối đến nơi rồi. Cái gì? Tô Thương nghe vậy, sắc mặt lập tức vô cùng trở nên khó coi, trong ánh mắt lóe lên tia sáng dữ tợn, khiến người ta chấn động cả hồn phách. Giờ phút này, anh đem hết khí tức phóng xuất ra ngoài không thèm che giấu nữa, bao phủ toàn bộ nơi đó, khiến cho tất cả các hòn đá trong sân vườn đều run lên. Không khí xung quanh lạnh đến cực điểm, dường như muốn ngưng đọng lại. Tô Thương bước từng bước về phía Cung Ninh, mặt trầm như nước, chất vấn hỏi, nói cho tôi biết, chị gái tôi làm trái với quân lệnh gì, là ai dám hạ lệnh bắt giam chị ấy? Cung Ninh cảm nhận được hơi thở tản ra trên người Tô Thương, thoáng chốc anh ta thay đổi sắc mặt, biểu cảm tràn ngập sợ hãi. Tô Dực Cân không nghe theo quân lệnh, mấy ngày trước ở trận chiến biên giới phía Nam, Bình Thân Vương đã hạ lệnh rút lui, buông bỏ biên giới phía Nam, nhưng mà lúc ấy Tô Dực Cân đang ở Kinh Thành biết được chuyện này, thì lại muốn dẫn đến binh trợ giúp biên giới phía Nam. Cung Ninh nhớ kỹ lời Long Từ Hành đã dặn dò anh ta, kiêu ngạo. Bản thân phải kiêu ngạo, từ đó bắt đầu chọc giận Tô Thương. Anh ta là thân tín của Bình Thân Vương, hơn nữa cũng đã tỏ rõ thân phận, cho dù Tô Thương có 100 lá gan cũng không dám giết anh ta. Nghĩ tới đây, trong lòng Cung Ninh có thêm chút tự tin. Anh ta đứng thẳng người dậy, đón nhận ánh mắt Tô Thương, nói tiếp, Tô Dực Cân chống lại mệnh lệnh của Bình Thân Vương, bây giờ đang bị nhốt ở Bình Thân Vương phủ. Và đương nhiên, người nhốt cô ấy chính là Bình Thân Vương. Ha ha! Biên giới phía Nam. Vậy mà lại do trận chiến biên giới phía Nam. Tô Thương không nén được lửa giận, lạnh lùng nói, Bình Thân Vương hạ lệnh rút lui, bỏ mặc hàng ngàn hàng vạn dân chúng ở biên giới phía Nam, chị tôi không màn đến nguy hiểm của bản thân, muốn đi trợ giúp biên giới phía Nam thì có gì sai chứ? Mà chính là ông ta Bình Thân Vương. Không phân rõ phải trái đúng sai mà đã đưa phán đoán sai lầm, lại còn giam giữ trung thần, hừ. Ánh mắt Tô Thương trở nên lạnh lẽo, trên mặt hiện lên sát ý ngút trời, Bình Thân Vương, hôm nay tôi sẽ tính sổ rõ món nợ này với ông. Tô Thương. Cung Ninh thấy Tô Thương tức giận không khỏi thầm vui vẻ, sau đó nói, bây giờ Bình Thân Vương đang ở Đại Điện Kim Loan, nếu cậu muốn tính sổ thì hãy đến Đại Điện Kim Loan đi. Nói xong câu này, Cung Ninh xoay người muốn rời đi. Nhưng lúc này, Tô Thương lại nhìn chằm chằm Cung Ninh, giọng điệu thờ ơ nhướng mày nói, cậu đi đâu? Đương nhiên là trở về rồi. Cung Ninh dừng lại, nhận ra sát ý của Tô Thương đối với anh ta, thân thể nhìn không được khẽ run rẩy. Ha ha!
Tô Thương lạnh lùng nói, cậu không về được đâu. Ý cậu là sao, Tô Thương, cậu muốn giết tôi sao? Cung Ninh căng thẳng, nhưng lại cố gắng làm ra biểu cảm bình tĩnh, tôi cảnh cáo cậu, Tô Thương, tôi là thân tín của Bình Thân Vương đấy. Lần này tôi tới đây là vì phụng mệnh Bình Thân Vương, đến nói cho cậu biết chuyện của Tô Dực Cân, mời cậu đến Đại Điện Kim Loan để bàn bạc cách giải quyết. Nếu cậu dám giết tôi, chắc chắn sẽ chọc giận Bình Thân Vương, đến lúc đó. Hừ. Cung Ninh vẫn chưa nói hết, Tô Thương đã vung tay lên, một luồng linh khí dồi dào nghiền nát trái tim anh ta. Cậu sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Thân thể Cung Ninh ngã thẳng xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng và ngạc nhiên. Đến chết anh ta cũng không ngờ tới, Tô Thương lại thật sự dám giết anh ta trước mặt mọi người. Cung Ninh biết, Bình Thân Vương bảo anh ta nhắc tới Tô Dực Cân trước mặt Tô Thương, lại còn cố ý bịa ra việc Tô Dực Cân bị quất roi là để chọc giận Tô Thương. Chỉ cần Tô Thương trong cơn tức đánh mất đi lý trí, sẽ đến Đại Điện Kim Loan tìm Bình Thân Vương tính sổ. Đến lúc đó, Tô Thương làm loạn ở Đại Điện Kim Loan, đồng nghĩa với việc khiêu khích uy nghiêm của Hoàng Thất, như thế sẽ không ai bảo vệ được anh cả. Hơn nữa, Cung Ninh kết luận, bản thân chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì, ai lại dám giết thân tín của thiên hạ đệ nhất hoàng đế một cách trắng trợn được chứ. Nhưng bây giờ, Cung Ninh biết bản thân đã tính sai, đáng tiếc đã không còn cơ hội làm lại. Ha ha! Tôi còn muốn giết Bình Thân Vương, chứ huống gì là cậu. Tô Thương liên tục cười khẩy. Đại thiếu gia, bây giờ phải làm gì, toàn đội huyết đồ đều nghe theo sai bảo của đại thiếu gia. Lúc này, Tiêu Đình cắn răng nói. Vừa rồi anh ấy đứng ở bên cạnh đã nghe rõ mọi chuyện, đại tiểu thư Tô Dực Cân vậy mà lại bị Bình Thân Vương nhốt lại, hơn nữa ngày nào cũng phải chịu đựng những đòn đánh tàn nhẫn. Điều này khiến cho Tiêu Đình giận không chịu nổi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Tiêu Đình vội nói, đại thiếu gia, Bình Thân Vương cố ý bảo tên thuộc hạ này đến chọc giận đại thiếu gia, nói vậy mục đích chính là để đại thiếu gia đến Đại Điện Kim Loan náo loạn một trận. Đại Điện Kim Loan là nơi quan trọng của Hoàng Thất, thiêng liêng uy nghiêm, nếu như đại thiếu gia làm ra chuyện gì quá đáng ở Đại Điện Kim Loan chắc chắn sẽ chọc giận Hoàng đế, đến lúc đó sẽ phải đối địch với cả Hoàng Thất. Tiêu Đình đề nghị, theo ý kiến của tôi thì, đại thiếu gia, chúng ta cần phải lập ra mưu kế trước rồi mới hành động, chúng ta không thể trúng bẫy của Bình Thân Vương. Không sao. Sắc mặt Tô Thương bình tĩnh, cười lạnh nói, mắc mưu kế của ông ta thì đã sao? Đến Đại Điện Kim Loan xem ai có thể làm gì được tôi đây. Bây giờ, Tô Thương đã bước vào luyện khí đỉnh phong tầng 9, dốc hết toàn bộ sức mạnh cũng có thể giết được bán thần tông. Và đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là anh đã nhận ra Thục Phân đã trúc cơ thành công. Ngay lúc này, Thục Phân đang ở trong vòng tay lưu trữ, hấp thu linh khí rửa tội của trúc cơ kỳ. Mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng chỉ cần anh cần đến thì nghĩ trong đầu thôi là Thục Phân trúc cơ kỳ sẽ ra khỏi trong vòng tay lưu trữ, càn quét xung quanh. Đừng nói là người luyện võ mới vào thần tông, nhìn chung, chỉ sợ toàn bộ giới luyện võ cũng không có ai là đối thủ của Thục Phân. Cho nên, Tô Thương không sợ Hoàng Thất, cho dù Hoàng Thất có được tuyệt đỉnh cao thủ có thể sánh với Đoan Mộc Lưu đi chăng nữa, thì cũng chỉ trở thành chất dinh dưỡng của Thục Phân mà thôi. Chủ nhân, tôi cần nghỉ ngơi thêm chút nữa, nghiên cứu xem làm sao để biến thành hình người, nhưng nếu có nguy hiểm thì chủ nhân chứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Đây là câu nói mà Thục Phân nói với Tô Thương cách đây không lâu, truyền cho Tô Thương sức mạnh khiêu khích Hoàng Thất. Phải giết Bình Thân Vương, nhưng trước hết phải cứu chị của tôi ra ngoài đã. Trang viên nhà họ Trương này quá nhỏ, quá tồi tàn, tôi thấy chướng mắt. Lúc này, Tô Thương lạnh lùng phân phó Tiêu Đình, tập hợp thành viên huyết đồ san bằng vương phủ của Long Từ Hành cho tôi, cứu đại tiểu thư ra. Tuân lệnh. Tiêu Đình cung kính chắp tay, anh ấy luôn kiên quyết chấp hành với quyết định của Tô Thương. Tô đại thiếu gia, tuyệt đối không thể. Lúc này, Ngụy Trung phản ứng lại, vội vàng ngăn cản nói, đại thiếu gia đã gây phiền toái lớn rồi, tuyệt đối đừng gây họa nữa, nếu không hoàng đế cũng không bảo vệ được đại thiếu gia. Ý của ông là tôi phải thờ ơ nhìn chị của tôi chịu khổ hay sao? Tô Thương nhướng mày nói. Tôi chưa từng nghe nói về chuyện của chiến thần Dực Cân, không
không biết là thật hay giả. Tô đại thiếu gia, chúng ta có thể đến đại điện Kim Loan hỏi rõ trước đã. Ngụy Trung đề nghị, đến đó đại thiếu thiếu khoan hãy tức giận, mọi người hãy bình tĩnh mà hỏi rõ ràng mọi chuyện, văn võ bá quan cũng có mặt, xem thử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sau đó mọi chuyện sẽ do hoàng đế quyết định, đại thiếu gia thấy thế nào. Không cần. Nể tình thái độ của ông không tệ, tôi tha chết cho ông. Nhưng nếu ông dám nhiều lời nữa, thì đừng trách vì sao tôi không khách sáo. Tô Thương nhìn chằm chằm Ngụy Trung, trầm giọng nói, mời về cho. Chuyện này. Nghe Tô Thương ra lệnh đuổi khách, nhất thời sắc mặt Ngụy Trung trở nên khó coi, vốn định khuyên thêm chút nữa. Nhưng khí thế trên người Tô Thương thật sự là quá đáng sợ. Bất đắc dĩ, ông ta đành lập tức dẫn theo vài tiểu thái giám vội vàng rời khỏi trang viên nhà họ Trương. Tô đại thiếu gia sắp dẫn đầu huyết đồ tấn công Bình Thân Vương phủ, chuyện này quá lớn, phải mau chóng báo cáo với hoàng đế mới được. Huyết đồ nghe lệnh, san bằng vương phủ, cứu đại tiểu thư gia. San bằng vương phủ, cứu đại tiểu thư gia. San bằng vương phủ, cứu đại tiểu thư gia. San bằng vương phủ, cứu đại tiểu thư gia. Giờ phút này, 49 thành viên huyết đồ đã tập hợp xong, thanh thế ngút trời. Điện chủ, có cần Dược Vương Điện giúp đỡ hay không? Lúc này, Trương Hiểu Ngọc nghe tin chạy tới, cung kính hỏi. Không cần. Tô Thương lắc đầu, sau đó hỏi, Lưu Sở Điềm thế nào rồi? Đã tỉnh lại rồi, không vấn đề không lớn cả. Vừa nãy có một cậu thanh niên kỳ lạ vào phòng chăm sóc cho cô ấy. Trương Hiểu Ngọc thành thật trả lời. Tô Thương nhíu mày nói, thanh niên kỳ lạ sao? Kỳ lạ thế nào? Cậu ta thế mà có hai cánh tay giống nhau, như này còn chưa đủ kỳ lạ sao? Trương Hiểu Ngọc nhìn Tô Thương nói. Quả thật rất kỳ lạ. Tô Thương không tiếp tục đề tài này nữa, anh nói, Trương Hiểu Ngọc, cô cứ ở lại đây canh giữ trang viên, chuyện của nhà họ Tô vẫn nên để người nhà họ Tô giải quyết. Lúc bắt đầu, Tô Thương và Hứa Sơn Cư đi tới Dược Vương Điện, dịch dung thành dáng vẻ của Tô Huyền Thiên. Có điều trước đó, lúc trở về trang viên nhà họ Trương, Tô Thương đã khôi phục hình dáng cũ. Cho nên, Trương Hiểu Ngọc đã biết Tô Huyền Thiên chính là đại thiếu gia nhà họ Tô, Tô Thương. Vâng. Dưới sự sắp xếp của Tô Thương, Trương Hiểu Ngọc hết mực cung kính nhận lệnh. Tiếp theo sau đó, Tô Thương lập tức dẫn đầu toàn bộ thành viên huyết đồ, chậm rãi rời khỏi trang viên nhà họ Trương đi thẳng đến Bình Thân Vương Phủ. Còn về phía Hứa Sơn Cư, Tô Thương cũng để cho ông ấy ở lại. Dù sao Tô Tinh Hà, Vương Phú Quý, Lưu Sở Điềm đều ở lại trang viên nhà họ Trường, có hai người là Thiên Tông đỉnh phong trấn giữ thì Tô Thương cũng khá yên tâm. Chấm chấm chấm. Khoảng 20 phút sau, Ngụy Trung dẫn theo vài tiểu thái giám trở lại đại điện Kim Loan, trước mặt văn võ bá quan kể lại hành động vừa rồi của Tô Thương cho họ biết. Lẽ nào lại như vậy? Thân tín do Bình Thân Vương cử đi mà cậu ta cũng dám giết, người này cũng ngông cuồng quá rồi. Trong mắt cậu ta còn có vương pháp hay không, còn có hoàng thất nữa, quả thực là coi trời bằng vung. Hoàng đế, tên này giết chóc thành thói quen, lòng dạ độc ác, nhất định phải xử cực hình để răng đe cảnh cáo. Chấm chấm chấm. Tại nơi đó, đông đảo chân tay của Bình Thân Vương ồn ào đứng ra lên án tố cáo hành vi xấu xa của Tô Thương. Còn về các văn quan do Lưu Trung Liên dẫn đầu thì không nói một lời, nhưng chắc chắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lúc này, khóe miệng Bình Thân Vương Long Từ Hành khẽ nhếch lên một nụ cười khó mà phát hiện. Tô Thương giết Cung Ninh, như thế chứng tỏ đã Tô Thương rất tức giận, xem ra kế hoạch của ông ta đã thành công rồi. Quả nhiên Tô Thương nghe được tin tức của Tô Dực Cân, tức giận điên đầu, mất hết lý trí. Chỉ cần Tô Thương bước chân vào Đại Điện Kim Loan, ở Đại Điện Kim Loan kiêu ngạo một hồi, như vậy chắc chắn Hoàng đế sẽ phải giết anh. Trong Hoàng thất, cao thủ nhiều vô kể. Thậm chí nhất tăng nhất đạo trấn giữ cung thành lại là bán thần tông mạnh mẽ. Một khi Hoàng đế muốn giết chết Tô Thương thì anh chắc chắn sẽ chết, không ai có thể ngăn cản được. Mặc dù trong lòng ông ta rất vui vẻ, nhưng bên ngoài Long Từ Hành lại vô cùng đau buồn nói, Hoàng đế. Cung Ninh làm bạn với thần đệ đã nhiều năm, không nghĩ tới lại chết thảm trong tay Tô Thương như vậy,
xin người nhất định phải làm chủ cho thần đệ. Bình Thân Vương. Dù trong lòng Long Hành Thiên cũng hơi tức giận, nhưng vẫn thản nhiên nói, đừng đau lòng quá, Tô Thương này, quả thật rất quá đáng. Ngụy Trung, bây giờ Tô Thương đi đâu, theo lý mà nói chắc có lẽ lúc này cậu ta sẽ đến Đại Điện Kim Loan đúng chứ? Giọng điệu Long Hành Thiên bình thản nói, dù sao người giam cầm chị của cậu ta là Bình Thân Vương, mà lúc này Bình Thân Vương lại ở Đại Điện Kim Loan, với tính cách của cậu, chắc sẽ đến Đại Điện Kim Loan đòi một lời giải thích đúng chứ? Không có, Tô Đại Thiếu Gia nói trước hết không cần vội đi tìm Bình Thân Vương để báo thù. Ngụy Trung thành thật nói. Hừm. Long Hành Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói coi như cậu ta còn có chừng mực, biết Đại Điện Kim Loan là nơi quan trọng của Hoàng Thất, bất kỳ kẻ nào đánh nhau ở Đại Điện Kim Loan, đều. Hoàng đế. Lúc này, Ngụy Trung cười khổ nói, ý của Tô Đại Thiếu Gia là, đi cứu Tô Dực Cân trước, sau đó tìm giết Bình Thân Vương sau. Lúc thần hồi cung thành, Tô Đại Thiếu Gia đã triệu tập huyết đồ đánh giết về phía Bình Thân Vương phủ, dự định san bằng Vương phủ, cứu Tô Dực Cân ra. Bù. Vừa dứt lời, ở đây bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. San bằng Vương phủ. Đây chính là Bình Thân Vương phủ đấy, là đương kim thiên hạ đệ nhất hoàng đế. Tô Thương lại dám dẫn người đến tấn công Bình Thân Vương phủ, thật không thể tưởng tượng nổi, như thế này không khỏi quá chấn động. Cái gì? Long Hành Thiên cũng bị hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên nhóc này lấy đâu ra lá gan, ngay cả Bình Thân Vương phủ cũng dám xông vào. Hoàng đế! Sắc mặt Bình Thân Vương ở bên dưới trở nên khó coi, nhưng không hề bối rối chút nào, mà bình tĩnh nói, đây chính là Tô Thương tự mình tìm chết. Nếu như cao thủ trấn giữ Vương phủ xóa sổ bỏ Tô Thương, thì không thể trách thần đệ được. Long Hành Thiên nghe được những lời này thì khẽ nhíu mày, nhất thời im lặng không nói gì. Nội tình của Bình Thân Vương phủ, ông ta còn rõ hơn ai hết. Bởi vì, Long Hành Thiên đã sớm nhận ra Bình Thân Vương có lòng bất tuân. Sở dĩ ông ta không có vạch trần Bình Thân Vương, mà lại biểu hiện vô cùng coi trọng Bình Thân Vương cũng do nội tình của Bình Thân Vương phủ. Bình Thân Vương và Long Hành Thiên là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Bình Thân Vương Long Từ Hành, là người có xuất thân từ một tông phái võ thuật có thế lực khổng lồ. Mẹ của ông ta chính là con gái của trưởng môn tông phái kia. Qua nhiều năm như vậy, tông phái này không ngừng cử cao thủ vào Vương phủ, trở thành tùy tùng của Bình Thân Vương với ý đồ làm lung lay ngôi vị hoàng đế. Và đương nhiên, những cao thủ này đều không đáng để nhắc tới, mà quan trọng chính là bà ngoại tổ ruột của Bình Thân Vương, Cổ Hồng Nguyệt. Bà ta chính là một lão quái vật vô cùng gần gũi với thần tông, bây giờ đang ở tại Bình Thân Vương phủ. Mà Long Hành Thiên thân là hoàng đế, đương nhiên phía sau cũng có nội tình. Đó là một vị tăng nhân và một vị đạo nhân. Thực lực của hai người này đều ở bán thần tông. Từ nhiều năm trước, nhất tăng nhất đạo chiến đấu với bà ngoại tổ Cổ Hồng Nguyệt của Bình Thân Vương, không phân thắng bại, không ai chiếm được ưu thế. Long Hành Thiên đã sớm có suy tính nhổ bỏ Bình Thân Vương, nhưng tiếc là ông ta còn kiêng kỵ Cổ Hồng Nguyệt, cho nên mới chậm chạp không ra tay, rằng co đã nhiều năm như vậy. Ban đầu, thế lực sư môn của Long Hành Thiên rất mạnh, nếu như có thể mượn sức mạnh của sư môn chắc chắn có thể bắt được Cổ Hồng Nguyệt. Nhưng trước khi rời khỏi sư môn, sư phụ đã từng nói với Long Hành Thiên rằng sẽ chỉ giúp ông ta một lần, sau một lần thì tình nghĩa thầy trò sẽ hoàn toàn cắt đứt, đây cũng coi như là tình cảm năm đó. Năm đó Đoan Mộc Lưu thần tông cảnh đánh đâu thắng đó, lão hoàng đế lập tức lấy lượng tài nguyên khổng lồ từ ngân khố ra để mời sư môn Long Hành Thiên ra tay, trừng phạt Đoan Mộc Lưu. Sư môn đồng ý, nhưng không đợi sư môn ra tay thì Đoan Mộc Lưu đã bị uy thế của Tô Vô Kỵ dọa sợ vỡ mật, chủ động đầu hàng. Mà tài nguyên sư môn đã thu lấy đương nhiên không có chuyện trả lại, cho nên mấy chục năm sau, nhận Long Hành Thiên vào tông môn. Tất cả chuyện này đều chỉ là một thỏa thuận. Cho nên địa vị của Long Hành Thiên ở sư môn cũng không cao, sư phụ đệ tử của ông ta rất nhiều, mà ông ta chỉ là người không được cưng chiều nhất, tư chất kém nhất. Trước khi đi sư phụ tỏ ý sẵn lòng ra tay giúp ông ta một lần cũng đã là đại ân đại đức rồi,
Long Hành Thiên không hề có chút oán hận nào. Có được cơ hội mượn sức mạnh sư môn, chỉ được một lần cũng đã vô cùng hiếm có. Cho nên, trừ khi đến đã mức nước mất nhà tan, nếu không Long Hành Thiên chắc chắn sẽ không liên lạc với sư phụ. Vài ngày trước, Đoan Mộc Lưu lại xuất sơn lần nữa, dẫn đầu mấy chục vạn hùng sư, nuốt chừng vạn dặm, thẳng tiến tới biên giới phía nam. Long Hành Thiên nhận thấy nguy cơ cho nên đã suy nghĩ liên lạc với sư môn. Thế nhưng có thế nào cũng không ngờ tới, mối nguy cơ này lại được Tô Thương hóa giải. Cho nên, Long Hành Thiên đã thầm cảm kích Tử Thương, bỏ qua chỉ Tây Giao, thì ông ta cũng không muốn trừng phạt Tô Thương. Nói đến cùng, Long Hành Thiên sở dĩ không dùng đến sức mạnh của sư môn để khống chế Bình Thân Vương là vì anh ấy không muốn vì nội chiến của Hoàng Thất mà lãng phí cơ hội quý giá mà tổ tiên của anh ấy đã đổi bằng rất nhiều vàng dòng bạc trắng mới có được. Về phần sư tỷ Tây Giao, Long Hành Thiên căn bản không biết thực lực thật sự của Tây Giao. Bao nhiêu năm nay, mặc dù Tây Giao trên danh nghĩa là sĩ quan huấn luyện của quốc Nhật, bị Hoàng thượng khống chế. Nhưng Long Hành Thiên nào dám ra lệnh cho Tây Giao, sư tỷ trước giờ đều làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Cứ như vậy, tên Bình Thân Vương lòng lang dạ sói mới tồn tại được cho đến bây giờ. Lúc này, Long Hành Thiên lấy lại tinh thần, nhìn Bình Thân Vương, anh ấy vẫn muốn bảo vệ Tô Thương, nên nói, Bình Thân Vương, Tô Thương nếu như tùy tiện xông vào phủ của em cứ sai người bắt cậu ta lại giao chấm trừng phạt cậu ta. Chuyện này e là không được. Long Từ Hành khổ sở nói, Hoàng thượng, anh không biết đó thôi, bà cố ngoại của em tính tình không được tốt cho lắm, nếu như bà ấy nhìn thấy có người đang làm loạn ở trong vương phủ, e rằng bà ấy sẽ không kiềm được tức giận đâu, mà em cũng không khuyên ngăn được bà ấy được. Long Hành Thiên nghe vậy, hơi giận nói, như vậy thì để trẫm sai thác Bạt Bồ Tát và Khổ Trúc đạo nhân đi đến vương phủ một chuyến, giúp em bắt Tô Thương lại. Cũng tránh để bà cố ngoại của em ra tay, em thấy thế nào? Cảm ơn ý tốt của Hoàng thượng. Trong ánh mắt của Bình Thân Vương thoáng lóe lên tia tức giận nhưng ngoài mặt vẫn nói, chỉ là, bà cố ngoại của em tuổi tác đã cao, 2 năm nay thần trí lúc tỉnh lúc không, nếu như bà ấy không nhận ra 2 vị cao nhân của anh, trong lúc đánh nhau lỡ làm bị thương thì cũng mong Hoàng thượng thứ lỗi. Lời nói này đậm mùi uy hiếp, lại còn cực kỳ rõ ràng. Nếu như Hoàng thượng sai một tăng một đạo đi đến vương phủ, thì coi như cũng đã đoạn tuyệt với vương phủ rồi, đến lúc đó, thiên hạ chắc chắn sẽ loạn. Trong lòng của Long Hành Thiên đang cực kỳ tức giận nhưng anh ấy cũng không biểu hiện ra ngoài. Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ đi Tô Thương, anh ấy cảm thấy không cần thiết vì một người như Tô Thương mà làm lung lay đi căn cơ của Hoàng thất. Trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi. Đông đảo các gia tộc ở thành phố, cũng không phải là đèn đã cạn dầu, bây giờ anh ấy cùng với Bình Thân Vương căng thẳng với nhau, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vậy, Long Hành Thiên liền thản nhiên nói, được rồi, Bình Thân Vương, nếu đã vậy thì tự em giải quyết đi nhé. Cảm ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng cứ yên tâm, kẻ dám khiêu khích đến sự uy nghiêm của Hoàng thất thì chắc chắn phải chết. Long Từ Hành nở một nụ cười rồi nói, Hoàng thượng. Nếu như văn võ bá quan đã có mặt đầy đủ, chỉ bằng chúng ta cùng xem camera giám sát xem tình hình ở vương phủ đi. Được. Long Hành Thiên gật gật đầu. Trong lòng anh ấy vô cùng hiểu rõ, Tô Thương tuyệt đối sẽ không sống được, sở dĩ anh ấy đồng ý xem là muốn nhờ vào đó nhìn một chút bên trong vương phủ, rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, còn cổ Hồng Nguyệt kia bây giờ là trạng thái gì rồi. Theo lệnh của Hoàng thượng, mấy phút sau, ở phía trên đại điện Kim Loan liền xuất hiện một tấm màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Tất cả ánh mắt của mọi người ở đó đều nhìn chăm chú vào màn hình, trong ánh mắt ai cũng tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Về phần Bình Thân Vương, thì anh ta quay ra bấm điện thoại, nói thầm mấy câu trong điện thoại. Chấm chấm chấm. Khoảng 3 phút sau, Tô Thương dẫn theo thành viên huyết đồ, đã đi đến bên ngoài vương phủ rộng lớn. Giết. Bỗng nhiên, cánh cổng màu đỏ bật mở, mười mấy tên cao thủ cảnh giới địa tông từ trong vương phủ xông thẳng ra. Mấy tên này, thực lực đều ở cảnh giới địa tông. Ngoài ra còn có 2 lão già cảnh giới thiên tông hậu kỳ, đứng ở phía sau. Mấy người này không ngoài dự tính, trong ánh mắt tràn đầy sát ý,
rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Ha ha! Không ngờ vương phủ vậy mà lại có nhiều cao thủ như vậy. Tô Thường híp mắt lại, giọng nói lạnh lùng, huyết đồ nghe lệnh, giết, không chừa lại một tên. Vâng. 50 thành viên huyết đồ bao gồm cả Tiêu Đình, đồng thanh đáp lại. Tiếp theo đó, ở nơi đó liền diễn ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. 49 thành viên huyết đồ, sau lễ tẩy trần ở cuộc chiến biên giới phía nam, thì mỗi người đều đã có thể sánh ngang với địa tông đỉnh phong, thậm chí còn có thể giết chết đỉnh tông địa phong nữa. Mà cao thủ xông ra từ vương phủ, thì toàn bộ cũng là địa tông hậu kỳ cùng với địa tông đỉnh phong, số lượng cũng nhiều hơn so với huyết đồ, cho nên cũng phải rằng co một hồi. Tiêu Đình là đội trưởng của huyết đồ, thực lực sánh ngang với thiên tông hậu kỳ, nhưng giờ phút này, mình anh cũng bị hai tên thiên tông hậu kỳ quấn lấy, trong lúc nhất thời cũng khó phân được thắng bại. Về phần Tô Thương, anh đứng sang một bên, từ xa xa quan sát trận chiến bên ngoài vương phủ, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Chỉ có chiến đấu mới khiến cho huyết đồ mạnh lên được, cho nên Tô Thương mới không nhúng tay vào. Tiêu Đình, trước hết hãy rèn luyện với đám cường giả cấp bậc này đi, đối với cậu là có lợi chứ không có hại, ngay thời khắc mấu chốt thì hãy dùng phục long hợp kích thuật. Để lại một lời nói, sau đó Tô Thương một mình đi vào vương phủ, đồng thời anh phóng tâm thức của mình ra xung quanh, dò tìm vị trí của chị gái. Rất nhanh Tô Thương đã phát hiện ra, chị gái mình đang ở trong căn phòng số 11, bên đó là một căn phòng được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa. Khí tức của chị gái cũng từ dưới căn phòng đó phát ra. Thế là, Tô Thương bước nhanh về phía đó, trực tiếp tiến vào căn phòng cổ xưa. Chính ngay lúc này, hình bóng của anh liền mất khỏi màn hình camera giám sát, camera lại chuyển hướng đến bên ngoài vương phủ, tiếp tục phát sóng trực tiếp cuộc chiến bên ngoài vương phủ. Giờ phút này, ở trên đại điện Kim Loan, toàn bộ văn võ bá quan đều quay lại nhìn nhau. Giờ này phút này, bọn họ mới biết được sức mạnh của vương phủ. Binh lính của Bình Thân Vương thật mạnh, vậy mà lại có thể chống lại được huyết đồ. Đúng vậy, phải biết là những thành viên huyết đồ này từng chém giết tứ phương ở trong trận chiến biên giới phía nam. Khủng khiếp, Bình Thân Vương từ đâu mà chiêu mộ được nhiều binh lính cảnh giới địa tông đỉnh phong quá vậy? 7-80 binh lính địa tông, còn có 2 binh lính thiên tông, Bình Thân Vương thật biết giấu nghề mà. Sức mạnh này có khi còn sánh được với sức mạnh của hoàng thất nữa chăng? Nghe nói bà cố ngoại của Bình Thân Vương là bán thần tông đó, có thể đối chọi lại được với một tăng một đạo của hoàng thượng luôn đó. Nói vậy thì, sức mạnh của Bình Thân Vương cũng không yếu hơn hoàng thất nhỉ? Chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan ở nơi đó đều dì tai, bàn tán thì thầm với nhau. Đứng đầu quan văn là Lưu Trung Liên. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Bình Thân Vương thì phẫn nộ lườm Bình Thân Vương một cái, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lựa chọn im lặng. Ông ta, sợ hãi rồi. Bình Thân Vương đương nhiên cũng có phát hiện ra chuyện này, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên cười. Giờ phút này, anh ta sở dĩ để lộ ra thực lực của mình, mục đích chính là làm cho văn võ bá quan phải khiếp sợ, anh ta muốn nhìn xem phản ứng của bá quan xem như thế nào. Bởi vậy, kế hoạch của Bình Thân Vương lập tức có thể thực hiện được rồi. Qua nhiều năm như vậy, anh ta và Thiết Quyền Tông sớm đã thiết lập quan hệ liên minh thân thiết rồi. Tông chủ Thiết Quyền Tông liên hợp với nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, áp bức Dược Vương Điện chính là chủ ý của Bình Thân Vương. Thậm chí, trụ cột của Vương Phủ là Cổ Hồng Nguyệt cũng đã cùng với Tông chủ Thiết Quyền Tông đi đến Sơn Trang Y Vân ở Giang Bắc rồi. Ba người bán thần tông thì kế hoạch chèn ép này chắc chắn sẽ thành công. Một khi Dược Vương Điện chịu thỏa hiệp thì Vương Phủ sẽ có được một lượng lớn tài nguyên, hơn nữa lại còn có sự giúp sức của Thiết Quyền Tông cùng với nhà họ Đỗ ở Thâm Thành nữa. Đến lúc đó, Bình Thân Vương sẽ trực tiếp phong tỏa thành phố, vị trí chủ của thiên hạ sẽ thuộc về anh ta rồi. Vừa rồi, Long Từ Hành cứ luôn miệng nhắc đến bà cố ngoại của mình. Cũng chỉ là để phô trương thanh thế của mình, cũng chính là muốn đe dọa đến hoàng thượng. Đương nhiên, cho dù bà cố ngoại anh ta không có ở đây, thì Long Từ Hành cũng nắm chắc trị được bọn huyết đồ. Trong vương phủ của anh ta, không chỉ có 2 tên thiên tông hậu kỳ, mà còn có thêm 3 tên nữa.
canh giữ Tô Dực Cân ở dưới mật thất còn có một tên thiên hậu kỳ nữa. Vừa rồi, thông qua màn hình camera giám sát, Long Từ Hành đã nhìn thấy Tô Thương bước xuống nhà tù dưới đất rồi, lúc này anh ta không nhịn được mà cười nhạo nói. Tô Thương, cậu chẳng qua chỉ là một tên công tử bột mà thôi, vậy mà dám tự tiện xông vào nhà tù dưới đất của tôi sao? Ha ha, không có Tiêu Đình và thành viên huyết đồ đi theo bên cậu, tôi xem ai cứu nổi cậu chứ? Bởi vì bóng dáng của Tô Thương đã biến mất cho nên camera giám sát liền tập trung quay trận chiến ở ngoài vương phủ. Lúc này, Tiêu Đình cùng với 49 thành viên huyết đồ đang sôi sục khí huyết chiến đấu. Binh lính của phủ Bình Thân Vương cũng không phải hạng soàng xính, nhất là hai tên thiên tông hậu kỳ đang khống chế Tiêu Đình vô cùng gắt gao. Sau khi đánh với nhau mấy phút đồng hồ, thành viên huyết đồ ít nhiều có chút bị thương. Mà binh linh của Bình Thân Vương cũng chỉ mới chết 4-5 người mà thôi. Cũng may thành viên huyết đồ đều tu luyện thanh minh luyện thể thuật, sau khi được tắm máu tươi xong thì thương thế lại từ từ hồi phục lại, coi như cũng còn sức để mà chơi đùa với đám binh lính cảnh giới địa tông kia. Tiêu Đình lấy một địch hai, có hơi chút tốn sức, nhưng mà để áp chế hai tên thiên tông hậu kỳ thì cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng mà... đây chỉ mới là tạm thời thôi. Thành viên huyết đồ còn có một con át chủ bài chưa tung ra, đó chính là Phục Long hợp thuật kích. Chỉ cần thi triển hợp kích bí thuật thì Tiêu Đình cùng với 49 thành viên huyết đồ giống như trở thành một khối chỉnh thể, trong nháy mắt có thể giết chết được thiên tông đỉnh phong, hoàn toàn có thể lật ngược được thế cờ. Nhưng Tô Thương trước khi đi đã căn dặn, để bọn họ chiến đấu mà rèn luyện một phen, sau đó mới dùng đến Phục Long hợp kích thuật. Toàn bộ thành viên huyết đồ đều thận trọng nghe theo mệnh lệnh của Tô Thương, cùng với binh lính của Bình Thân Vương đánh một trận kịch liệt. Hừ! Nếu như bọn chúng không thể vì bản vương mà làm việc, vậy thì mượn việc này tiêu diệt hết chúng đi, tránh để sau này ảnh hưởng đến kế hoạch của bản vương. Bình Thân Vương trừng mắt nhìn lên màn hình ở Điện Kim Loan, ánh mắt lạnh lùng nói. Trước mắt, binh lính của mình vẫn đang chiếm ưu thế. Huống chi ở trong vương phủ vẫn còn một cao thủ thiên tông hậu kỳ. Đợi vị thiên tông hậu kỳ kia giải quyết xong Tô Thương thì có thể đến hỗ trợ thêm rồi. Đến lúc đó sẽ giết chết Tiêu Đình trước, rồi đánh tan cái đám này, đem 49 tên huyết đồ, giết chết toàn bộ. Ai ya! Đứng đầu quan văn là Lưu Trung Liên thở dài một tiếng, ông ta cảm thấy vô cùng bất lực. Dã tâm của Bình Thân Vương đã bộc lộ ra rồi. Nhưng ai có thể ngăn anh ta lại được chứ? Về phần Long Hành Thiên, sắc mặt anh ấy lại vô cùng ngưng trọng, đương nhiên cũng có thể đoán ra được, lần này Bình Thân Vương xuất binh ra, chỉ e là còn có ý đồ khác. Lẽ nào thật sự lại dùng đến cơ hội cầu cứu sư môn sao? Long Hành Thiên đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng, không có chút biểu cảm gì, nhưng trong lòng anh ấy sát ý lại đang trào dâng lên. Nếu như Bình Thân Vương thật sự dám mưu đồ hoàng vị của anh ấy thì anh ấy cũng chỉ đành mượn sức mạnh của sư môn để dẹp tan phản loạn mà thôi. Chấm chấm chấm. Lúc này, ở Bình Thân Vương phủ, Tô Thương đã đi vào căn phòng cổ xưa kia, dựa vào cảm giác của mình, anh đã tìm ra được cửa vào nhà tù dưới đất. Ai đó? Binh lính của Bình Thân Vương vậy mà lại hoàn toàn không xông ra ngoài hết để đối phó với huyết đồ. Bảy tên vệ sĩ cảnh giới địa tông xông lên. Sau khi nhìn thấy Tô Thương thì mấy người này liền nhìn Tô Thương một lượt, sau đó không hẹn mà cùng xông thẳng về phía Tô Thương. Không biết sống chết. Tô Thương ánh mắt lạnh lùng, liền lập tức ra tay, một tia linh khí ngưng tụ lại thành một con rồng nước, hướng thẳng lên trời mà bay lên. Bịch, bịch, bịch. Con rồng nước như đang sống. Trong khoảnh khắc xuyên thủng qua lồng ngực của tất cả binh lính ở đó, sau đó nó lại hóa thành sương mù, tan biến mất vào trong không khí. Ngay sau đó, Tô Thương dẫm lên xác của những binh lính này, bước nhanh vào nhà tù dưới đất. Đây là một con đường nhỏ hẹp, quanh co và tối tăm, xuyên thẳng xuống dưới đất, đi khoảng mười mấy mét thì có thể tìm ra được một cánh cửa bằng thép. Tô Thương vung tay lên, một luồng linh khí mạnh mẽ hất tung cánh cửa ra. Sau đó anh nhanh chân bước vào trong. Không gian tiếp theo đó cho người ta cảm giác thông thoáng, không còn là đường hẹp quanh co nã, mà chính là một không gian rộng lớn, sáng sủa, như đang ở trong một siêu thị lớn vậy. Tô Thương cảm nhận được khí tức của chị gái mình,
anh không ngừng dừng bước, đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, ở ngay chính giữa bên trong phòng giam. Phòng giam này khá đặc biệt, bốn mặt đều là lớp kính dày, cao thủ cảnh giới Thiên Tông không có cách gì đánh vỡ được. Mà Tô Dực Cân chính là bị giam ở chỗ này mấy ngày nay, thần sắc vô cùng tiều tụy. Bình Thân Vương, không ngờ anh lại là loại người này, thật khiến tôi quá thất vọng rồi. Tô Dực Cân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên nổi bi thương lẫn phẫn nộ sâu sắc. Mới đầu, cô ấy còn tưởng Bình Thân Vương hạ lệnh giải tán binh lính có lẽ là có ý đồ khác, Tô Dực Cân vì sự lỗ mãng của mình nên cũng có chút tự trách, cho nên cô ấy cảm thấy mình bị giam vào nhà tù cũng không có chút oan uổng nào. Nhưng hai ngày nay, cô ấy mới phát hiện ra, là do mình nhìn nhầm Bình Thân Vương rồi, Bình Thân Vương căn bản chính là loại người mặt người dạ thú. Bởi vì, Bình Thân Vương không chỉ một lần đến nhà tù dưới đất này tìm Tô Dực Cân, biểu lộ lòng ái mộ đối với Tô Dực Cân, muốn cưới Tô Dực Cân làm thiếp ở trong vương phủ này. Nhưng Tô Dực Cân sao có thể đồng ý được chứ, thế là thẳng thắn từ chối Bình Thân Vương, sau đó Bình Thân Vương liền lòi cái đuôi của mình ra liền, bắt ép Tô Dực Cân phải thỏa hiệp. Quá đáng hơn, Bình Thân Vương thậm chí còn tìm đến cao thủ Thiên Tông đến khống chế Tô Dực Cân, định ép cô gạo nấu thành cơm, đến lúc đó thì Tô Dực Cân không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhưng Tô Dực Cân lại lấy cái chết ra để uy hiếp, cuối cùng Bình Thân Vương mới không đạt được ý đồ của mình, anh ta rời khỏi nhà tù dưới đất với tâm trạng không cam tâm chút nào. Từ đó trở đi, Tô Dực Cân mới nhìn thấu được con người của Bình Thân Vương, cô ấy căm thù anh ta đến tận xương thủy. Vừa nghĩ đến cảnh Bình Thân Vương sẽ còn lại tới làm nhục mình, đến lúc đó chỉ sợ mình không có khả năng phản kháng lại, thì hốc mắt của Tô Dực Cân bỗng nhòe đi. Cô ấy đã muốn tự sát không dưới một lần, cô ấy định dùng cách này để giải thoát mình, nhưng tên cao thủ Thiên Tông hậu kỳ ở bên ngoài căn bản không cho cô ấy cơ hội này. Muốn chết mà cũng không xong. Tô Dực Cân nở một nụ cười khổ, ánh mắt vô cùng phức tạp, nghiến răng nói, Bình Thân Vương, đừng để cho tôi có cơ hội, nếu không tôi sẽ để cho anh hối hận cả đời. Tô Tiểu Thư. Lúc này, tên cao thủ Thiên Tông hậu kỳ ở bên ngoài cười nói, Vương gia nhà chúng tôi có gì không tốt chứ, sao cô cứ phải nhất quyết từ chối cậu ta như vậy? Người nói lời đó chính là một bà già, thực lực thâm sâu khó lường, là cao thủ mạnh mẽ thứ hai ở trong vương phủ. Mặc dù cùng với hai người còn lại, đều là Thiên Tông hậu kỳ, nhưng bà ta đã gần tới Thiên Tông đỉnh phong rồi, lực chiến đấu đương nhiên sẽ khác nhau. Hơn nữa, bà già này, chính là người hầu của bà cố ngoại Long Từ Hành, địa vị vô cùng cao, ở trong vương phủ chỉ đứng sau Long Từ Hành và Cổ Hồng Nguyệt. Hừ! Tô Dực Cân liếc bà già một cái, ánh mắt lạnh lùng nói, chỉ là loại mặt người giả thú mà thôi. Ha ha, Tô Tiểu Thư nói vậy sai rồi. Bà già vương phủ cười nói, thật không dám giấu giếm, vương gia nhà ta ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm qua, nhưng rất nhanh thôi cậu ấy sẽ phong tỏa thành phố, trở thành tân hoàng thượng. Tô Tiểu Thư, nếu như vương gia vô cùng yêu thích cô như vậy, sao cô không cùng ngồi một chỗ với cậu ấy mà làm chủ của thiên hạ này? Cái gì, Bình Thân Vương vậy mà lại có dã tâm đó sao? Tô Dực Cân sắc mặt đại biến, lần đầu tiên cô ấy nghe được tin tức này. Giang Sơn đổi chủ, tùy thời đều xảy ra chuyện, cũng là chuyện bình thường, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Bà già vương phủ cười nói, vì cơ hội này, vương gia chúng tôi đã phải bày mưu tính kế nhiều năm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy ngày sau, cậu ấy sẽ khoác hoàng bào lên người cho mà xem. Tô Tiểu Thư, bà già này khuyên cô đừng cứng đầu nữa, đi theo vương gia nhà chúng tôi đi. Bà già vương phủ đôi mắt đục ngầu. Nhìn Tô Dực Cân, lạnh giọng nói, bà già này có thể nhìn ra được, vương gia nhà chúng tôi là thật lòng với cô, hoàn toàn không phải là hứng thú nhất thời. Cậu ấy vì thái độ của cô mà buồn vui theo, như vậy, không tốt cho lắm. Bà già vương phủ chăm chú nhìn Tô Dực Cân, trong mắt bỗng lóe lên một tia sát ý, trầm giọng nói, nếu như cô cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ, làm nhiễu loạn tâm cảnh của vương gia, khiến cậu ấy không thể nào an tâm mà chủ tính thiên hạ. Vậy thì đừng trách bà già này ra tay độc ác. Bà muốn làm cái gì? Tô Dực Cân không hề sợ hãi, nghênh tiếp ánh mắt bà già của vương phủ, không
không tự ti cũng không kiêu ngạo mà nói, muốn giết tôi sao? Đúng. Bà già của vương phủ nghiêm túc nói, mặc dù vương gia nhà chúng tôi đã dặn đi dặn lại, muốn đích thân bà lão này chăm sóc tốt cho cô, nhưng cô không biết hối cải, khiến cho vương gia nhà chúng tôi thống khổ, dù là chống lại mệnh lệnh thì tôi cũng sẽ không để cô sống nữa. Ha ha. Tô Dực Cân nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như bà không giết tôi, sau này chỉ cần có cơ hội thì tôi sẽ đích thân xóa bỏ cái tên phản nghịch nổi loạn Bình Thân Vương này. Hừm hừm. Đồ không biết sống chết, xem ra cô quyết tâm muốn đối phó với vương phủ rồi nhỉ. Bà già của vương phủ trầm giọng nói, nếu đã như vậy, đích thân bà lão đây sẽ để cô chết tại cái phòng giam bằng kính này. Vừa nói xong, bà già của vương phủ đưa bàn tay ra, liên tiếp đánh vào phía trên lớp kính. Quỷ dị nhất chính là lớp kính chưa từng xuất hiện vết nứt, thậm chí đến một chút thay đổi cũng không có. Bởi vì lực của bà già ở vương phủ này quá khổng lồ, nên đã xuyên thấu qua lớp kính, đánh trực tiếp vào trên người Tô Dực Cân. Mặc dù Tô Dực Cân thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ là so với những người đồng trang lứa với mình mà thôi. Sở dĩ cô ấy được phong chiến thần thập đại, bởi vì đầu tiên là chiến trường có lệnh cấm đoán địa tông, thứ hai là bởi vì tài năng quân sự của cô ấy. Giờ phút này, đối mặt với sự tấn công của cảnh giới thiên tông hậu kỳ, Tô Dực Cân không hề có sức đánh trả. Phù. Trong chốc lát, cơ thể Tô Dực Cân bị chân khí đánh xuyên thấu lớp kính, phun ra một ngụm máu, nôn ngay trên vách tường kính. Tí tách. Khóe miệng của cô ấy, còn có những giọt máu từ từ nhỏ xuống. Tô Dực Cân bị nhốt mấy ngày, vốn đã cực kỳ tiều tụy rồi, sắc mặt bây giờ lại càng thêm tái nhợt, hấp hối. Đừng trách bà lão này, muốn trách thì trách chính cô, đưa ra lựa chọn sai lầm. Lúc này, bà già của vương phủ không ngờ rằng một trưởng của mình lại không có sát khí. Nhưng mà ngược lại, bà ta lại ra tay thêm lần nữa, định giải quyết triệt để tai họa ngầm Tô Dực Cân này. Nhưng vào lúc này, bà già ở vương phủ bỗng nhiên phát giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tập trung nhìn vào thì thấy có một lưỡi dao nước ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đang dương nanh múa vuốt hướng vọt đến mình. Hửm! Bà già của vương phủ trong lòng run lên, không còn kịp suy nghĩ nữa, trước tiên nghiêng người tránh né. Nhưng lưỡi dao nước bên đó, lại đuổi theo không bỏ, cuối cùng đánh vào lồng ngực bà già của vương phủ. Sau cú va chạm, hiện trường gần như yên lặng, nhưng phòng giam dưới lòng đất lại cực kỳ bụi bặm, chứng minh vừa rồi có va chạm cực mạnh. Lúc này, bà già của vương phủ đứng một bên, bưng bít lấy lồng ngực của mình, khóe miệng có một vệt máu, khuôn mặt trắng bệch, nhưng lộ nhiều sợ hãi hơn. Bà ta cảnh giác nhìn về hướng lưỡi dao nước xông tới, đồng thời chuẩn bị tùy cơ ứng biến chống trả đối thủ. Nơi đó, một thanh niên dáng người gầy gò, theo ánh đèn chậm rãi đi tới. Thanh niên này cao lớn đẹp trai, biểu cảm lạnh lùng, quanh thân tản ra uy thế kinh khủng, làm người khác sợ hãi. Người này, chính là Tô Thương. Vừa rồi, lúc bà già của vương phủ muốn giết Tô Dực Cân, anh ấy vừa kịp đuổi tới, nên tiện tay đánh ra một lưỡi dao nước ngăn cản bà già của vương phủ. Nếu không thì với thực lực của Tô Thương, chỉ cần có sự chuẩn bị một chút thôi, cũng có thể xóa sổ bà già của vương phủ này rồi. Cậu là ai? Lúc này, bà già của vương phủ nhíu mày hỏi. Em trai Tô Dực Cân, nhà họ Tô, Tô Thương. Tô Thương từng bước một đi tới, hai mắt nhìn chăm chú bà già của vương phủ, lạnh như băng nói, bây giờ, bà có thể chết được rồi. Thật ngông cuồng, cậu biết đây là nơi nào không, mà dám ở đây dương oai hả? Bà già của vương phủ tất nhiên có thể đánh giá được, mình không phải là đối thủ của thanh niên trước mặt, nên trong lòng cực kỳ e ngại, đành phải chuyển hướng, lấy danh nghĩa là trụ cột của vương phủ, uy hiếp nói, cậu thanh niên, tôi cảnh cáo cậu, lão phu nhân nhà tôi, đã gần đến cảnh giới thần tông vô hạn rồi, nếu như cậu không muốn chết, tốt nhất nhanh rời khỏi vương phủ, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đó. Ồ! Tô Thương dừng bước lại, khiêu khích nói, lão phu nhân nhà bà lợi hại như thế sao, bà ta ở đâu, sao không ra giết tôi đi? Hừm! Là do cậu may mắn thôi, lão phu nhân nhà tôi hai ngày trước đã đi Giang Bắc rồi. Bà già của vương phủ nói tiếp, cậu có biết,
lão phu nhân nhà tôi đi làm gì không? Tôi không biết, bà có thể nói cho tôi biết không? Tô Thương tò mò hỏi. Ha ha! Nhắc đến Cổ Hồng Nguyệt, bà già của Vương Phủ lộ ra một vẻ kiêu căng, nói, lão phu nhân nhà tôi, cùng với tông chủ Thiết Quyền Tông, và nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, đang liên thủ tạo áp lực đến Dược Vương Điện. Có lẽ cậu không biết, gần đây Dược Vương Điện tổ chức một đại hội thầy thuốc, địa điểm ngay tại Sơn Trang Y Vân ở Giang Bắc, bây giờ những nhân vật lớn của Dược Vương Điện đều đang ở đó. Bà già của Vương Phủ nói tiếp, lần này, nếu Dược Vương Điện không thỏa hiệp, lão phu nhân nhà tôi sẽ cùng với tông chủ Thiết Quyền Tông Trương Trường Sinh và ông chủ nhà họ Đỗ là Đỗ Minh Viễn ở Thâm Thành, cùng nhau ra tay, khiến tất cả những người cấp cao của Dược Vương Điện đều chết tại Sơn Trang Y Vân. Có điều, dựa vào sự tích của Dược Vương Điện mà nói, họ tất nhiên là phải thỏa hiệp rồi, không dám chống. Bà lão Vương Phủ lạnh lùng cười nói, cậu thanh niên, đến Dược Vương Điện cũng muốn thần phục lão phu nhân nhà chúng tôi, cậu thì tính là cái thá gì chứ? Dám ở ngay nhà lão phu nhân mà dương oai sao? Nếu cậu biết thức tỉnh đúng lúc, thì lập tức rời khỏi đây đi, bà lão này sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà già của Vương Phủ vinh vang đắc ý nhìn Tô Thương, cho rằng thanh niên này nghe đến danh hào của lão phu nhân nhà mình, trong lòng sẽ run sợ, mặt mày xám xịt mà bỏ trốn. Nhưng mà chỉ sau một giây, nét mặt bà ta cứng đơ lại, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Bởi vì, Tô Thương bỗng nhiên ra tay, trực tiếp bóp lấy cổ bà ta. Bà già kia, cả đời này của tôi, hận nhất là bị người khác uy hiếp. Phàm là kẻ trực tiếp uy hiếp tôi sẽ tuyệt đối không để sống sót. Bà, cũng không ngoại lệ. Vừa nói xong, Tô Thương dùng sức lên năm đầu ngón tay, lập tức bẻ gãy cổ bà già của Vương Phủ. Ách! Bà già của Vương Phủ trợn trừng hai mắt. Đồng tử nhanh chóng co vào, rất nhanh liền hoàn toàn không thở được. Đường đường là cao thủ cảnh giới Thiên Tông hậu kỳ, ở ngay trước mặt Tô Thương, lại không hề có sức đánh trả. Sau khi tiện tay vứt bỏ xác chết của bà già của Vương Phủ, Tô Thương quay người, ánh mắt nhìn xuyên thấu vào lớp kính, nhìn vào Tô Dực Cân. Tô Dực Cân lúc này, nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, rõ ràng là bị thương không hề nhẹ. Có điều. Chuyện xảy ra vừa rồi, cô ấy nhìn rõ ràng, bên trong đôi mắt xinh đẹp đầy kinh ngạc. Em trai, em lợi hại như vậy từ khi nào thế, khụ. Đang nói, Tô Dực Cân liền há miệng phun ra một ngụm máu, khí tức lại yếu ớt thêm mấy phần. Chị gái. Tô Thương trong lòng run lên, lập tức điều động linh khí quanh thân, dùng một trường bách thế luân hồi quyền, đánh vào bên trên lớp kính. Gần như là trong nháy mắt, lớp kính kiên cố chia năm xẻ bảy, từng vụn kính rải rác rơi xuống đất. Tô Thương nhanh tay nhanh mắt, bỗng nhiên đưa tay ra, liền có luồng một linh khí rồi rào tuôn ra, đẩy lớp vụn kính ra xa, để tránh làm bị thương Tô Dực Cân. Ngay sau đó, Tô Thương bước nhanh lên phía trước, ôm Tô Dực Cân đang bị thương vào ngực, đồng thời kiểm tra vết thương của cô. Lục phủ ngũ tạng bị thương nặng. Nhưng không có vấn đề gì lớn, lần này trong kho báu của nước D, mình đã sưu tập được không ít thành phẩm đan dược, hoàn toàn có thể khiến có chị gái khỏe hẳn. Tô Thương thở dài một hơi, vừa nghĩ đến đây, trên tay liền xuất hiện mấy bình thủy tinh. Sau đó, Tô Thương đổ ra một viên đan dược anh đào, khẽ cười nói, chị gái, ăn nó đi. Em trai, đây là, Tô Dực Cân khí tức yếu ớt nói. Có thể trị khỏi vết thương của chị nhanh ăn đi. Sau khi Tô Dực Cân ăn vào, liền ngồi khoanh chân, vận chuyển nội công tâm pháp, bắt đầu điều tức. Tô Thương nhìn thấy chị gái khôi phục có chút chậm chạp, thế là vung tay, chuyển một luồng linh khí vào trong cơ thể chị gái. Khoảng mấy phút đồng hồ sau, Tô Dực Cân kết thúc tính tọa, từ từ mở mắt, dưới sự nâng đỡ của Tô Thương mà đứng dậy. Em trai. Sau đó, Tô Dực Cân nhìn Tô Thương, ánh mắt có chút phức tạp, đầu tiên là dừng lại khoảng vài giây, sau đó lập tức hỏi, em vẫn chưa trả lời chị, sao em lại trở nên lợi hại như vậy? Tô Thương nghênh đón ánh mắt của Tô Dực Cân, nghiêm mặt tính toán, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt chị gái. Lần trước tại biên giới phía đông, anh ấy che giấu tung tích, dịch dung thành Tô Huyền Thiên,
vì thế Tô Dực Cân không biết thân phận của anh ấy. Bây giờ, Tô Thương lấy diện mạo cũ của mình, xuất hiện trước mặt Tô Dực Cân, hoàn cảnh so với lần trước hoàn toàn không giống nhau. Chị gái. Sau khi do dự một lát, Tô Thương cuối cùng cũng dùng ý tứ sâu xa mà nói, có một số chuyện, em không muốn nói cho chị biết, chị chỉ cần biết rằng, bây giờ em rất mạnh, hơn nữa, em vẫn là em trai của chị, thế là được rồi. Được. Tô Dực Cân nghe vậy, cũng không hỏi nữa, mà đưa tay nhéo khuôn mặt Tô Thương, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, không ngờ em trai của mình, thế mà lớn lên thành một vị cao thủ siêu cấp rồi, ha ha. Hi hi, chị gái. Tô Thương cười cười, sau đó trịnh trọng nói, từ nhỏ đến lớn, đều là chị bảo vệ em, bất luận em làm sai chuyện gì, chị cũng sẽ giúp em giải quyết, dù là em làm sai trái với cả lẽ thường, chị cũng đứng về phía em, chị gái, chị. Khổ cực rồi, cảm ơn chị, nhưng từ nay về sau, đến lượt em bảo vệ chị rồi. Em trai. Tô Dực Cân cảm động nhìn Tô Thương, bên trong đôi mặt đẹp tràn đầy vui mừng, sau đó. Cô ấy lại không nhìn được mà nhéo nhéo mặt Tô Thương. Chị gái. Một giây trước, Tô Thương còn chính trọng như thế, lúc này lại tối sầm mặt lại mà nói, chị có thể đừng nhéo mặt em nữa không hả, bây giờ em trai của chị, dù sao cũng là cao thủ mà. Chị gái, chị không hiểu thế nào là cao thủ sao hả, em cũng có sĩ diện đó biết không hả? Vậy thì sao chứ? Tô Dực Cân lại nhéo nhéo. Sau đó cười nói, em có lợi hại hơn nữa thì cũng là em trai của chị, khuôn mặt này của em, chị nhéo từ nhỏ đến lớn, sao hả, giờ không cho chị nhéo nữa rồi sao? Em trai, em không thể qua cầu rút ván thế chứ? Tô Thương cười khổ nói, đừng dùng thành ngữ lung tung, cái này thì có liên quan gì đến qua cầu rút ván chứ? Tất nhiên là có liên quan rồi. Tô Dực Cân nghiêm túc nói, nếu như không phải chị thường xuyên nhéo nó, thì em có thể có hình dáng đẹp trai thế này không? Bây giờ em thành trai đẹp rồi, lại không cho chị gái nhéo mặt, thế này còn không phải qua cầu rút ván hay sao? Ha ha ha! Tô Dực Cân thoải mái cười to, khi nói chuyện với em trai mình, tâm trạng của cô đã thay đổi tốt hơn rồi. Hai người trò chuyện thêm một chút, sau đó Tô Thương hỏi, chị gái, vì sao Bình Thân Vương lại đem chị nhốt ở đây, vì chuyện ở biên giới phía Nam hay sao? Phải, cũng không phải. Tô Dực Cân thở dài một hơi, cảm thấy chuyện của Bình Thân Vương, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thế nên đem chuyện sau khi bị bắt giam, nói rõ ràng cho Tô Thương. Đáng giận. Cái tên chó má này, thế mà thương nhớ chị gái mình, lại còn mưu tính dùng bạo lực uy hiếp, hôm nay không đem đầu của anh ta vặn xuống, mình sẽ không mang họ Tô nữa. Tô Thương nghe vậy, nhất thời không kìm chế được. Ánh mắt lập tức lạnh lùng hơn, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, không khí dường như muốn đọng lại. Em trai. Giờ phút này, Tô Dực Cân mới ý thức được, em trai của mình mạnh cỡ nào, cũng chính lúc này, cô mới biết được em trai mình đã trưởng thành rồi, có thể một mình chống đỡ một phương rồi, thậm chí cô ấy nghĩ rằng, chính em trai mình có thể tự chống lên một bầu trời rồi. Tô Dực Cân vừa vui mừng, vừa tự hào. Lúc này, cô ấy thấy Tô Thương hình như muốn đi khỏi nơi này, liền hỏi, em trai, em định làm gì ao? Giết Bình Thân Vương. Giọng Tô Thương bình thản trả lời, nhưng sát ý trong đó thì không cần nói cũng biết. Chuyện này, em trai, Bình Thân Vương thế lực to lớn, trong vương phủ này, cao thủ như mây. Tô Dực Cân lo lắng cho sự an nguy của em trai, liền mở miệng thuyết phục. Chị gái. Tô Thương vì để cho Tô Dực Cân yên tâm, nên nói, bây giờ em là điện chủ của Dược Vương Điện, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì toàn bộ Dược Vương Điện đều phải nghe lệnh của em. Hơn nữa, chiến trường biên giới phía Nam, em chỉ cần điều mấy chục vệ sĩ nhà họ Tô thôi, cũng đã làm náo loạn biên giới phía Nam rồi, giết sạch 50 vạn quân địch. Vì thế, khi em làm việc, chị cứ yên tâm, em nói có thể giết được Bình Thân Vương thì có thể giết được. Bây giờ. Vệ sĩ nhà họ Tô chúng ta, vẫn đang chiến đấu bên ngoài vương phủ, nhưng những người đó, chị không có gì phải lo hết. Chị gái, em đi trước đây, em đến Đại Điện Kim Loan, xóa sổ Bình Thân Vương, sau đó sẽ nói chuyện tiếp với chị nhé. Sau khi an ủi vài câu đơn giản, Tô Thương liền thi triển chỉ xích thiên nhai,
hình bóng lập tức biến mất. Điện chủ, Dược Vương Điện. Vệ sĩ nhà họ Tô, hóa giải nguy cơ ở biên giới phía nam. Những chuyện này, em trai nói, đều là thật sao? Tô Dực Cân giật mình, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, sau đó cũng đi ra khỏi phòng giam dưới đất. Có điều. Tô Thương sử dụng chỉ xích thiên nhai, đã đi ra ngoài vương phủ sớm một bước rồi. Lúc này, những thành viên huyết đồ vẫn đang chiến đấu với cao thủ của vương phủ, vẫn đang rất gay cấn. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, thành viên huyết đồ có chút mất sức, dù sao cao thủ ở vương phủ rất đông, lại phối hợp với nhau. Từng thành viên huyết đồ tự chiến đấu, rất khó loại bỏ đối thủ, nếu như không giết được thì không có cách nào hấp thụ tinh huyết đồ khôi phục lực lượng, như thế sẽ rơi vào một vòng lặp tuần hoàn. Tiêu Đình, được rồi, có thể sử dụng phục long hợp kích thuật rồi đó, những người này, giết không tha. Còn nữa, chị gái tôi sẽ nhanh chóng đi ra ngoài, chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi đi đại điện Kim Loan một chuyến. Sau khi nói một câu, Tô Thương không dừng lại mà nhún người rời khỏi phủ Bình Thân Vương. Cung tiễn cậu chủ. Tiêu Đình vẫn luôn cung kính trả lời, sau đó nghiêm mặt nói, huyết đồ nghe lệnh, bày trận. Vâng. 49 thành viên huyết đồ nghe được lệnh của Tiêu Đình, nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu dâng cao. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, địa điện Lim Loan. Tô Thương, là Tô Thương, cậu ta thế mà từ trong vương phủ ra đây rồi. Làm sao có thể, cậu ta chỉ là một người bình thường, chẳng lẽ trong vương phủ lại không có ai sao? Chắc chắn thế. Cao thủ của vương phủ đều ở bên ngoài đối phó với huyết đồ rồi, có thể bị cậu ta chui vào chỗ trống rồi. Sao cậu ta lại biến mất đâu rồi, tốc độ thật nhanh quá, cậu ta có chắc là người bình thường không nhỉ? Văn võ bá quan thông qua camera giám sát, thấy được Tô Thương một lúc ngắn ngủi, nên nhất thời bàn tán. Bình thân vương lòng từ hành đứng trước đó, giờ phút này nhíu mày, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm xấu. Chuyện gì đã xảy ra chứ, dì Bình tại sao không ra tay, chẳng lẽ lại? Dì Bình ra tay, lại bị Tô Thương giết ngược lại rồi hả? Dì Bình, cũng chính là cái người Thiên Tông hậu kỳ đã làm Tô Dực Cân bị thương, Bình thân vương đoán đúng rồi, bà ta đã bị Tô Thương bóp cổ gãy họng. Có điều. Bình thân vương trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này, liền bị chính mình phủ định lại. Không thể nào. Tô Thương chẳng qua chỉ là một tên đại thiếu gia ăn chơi siêu cấp, mà dì Bình đã sớm đặt chân đến Thiên Tông hậu kỳ rồi, Tô Thương chắc chắn không phải là đối thủ của bà ấy. Bình thân vương thầm nghĩ, chắc chắn là Tô Thương không có xuống phòng giam dưới đất rồi, vì thế chưa từng gặp dì Bình. Thế này cũng không đúng, trong vương phủ, còn có rất nhiều cao thủ địa tông, bảo vệ tứ phía, Tô Thương sao lại có thể? Bình thân vương nhíu mày. Nghĩ trăm đường vẫn không có cách giải, thế là ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói, cũng tốt, cuộc chiến bên ngoài phủ chẳng mấy chốc mà kết thúc thôi. Xem ra đến giờ, thành viên huyết đồ ở thế yếu, không ít người bị thương. Mà cao thủ của vương phủ, lại giúp đỡ lẫn nhau, giảm tỷ lệ chết xuống, nếu tiếp tục như vậy thì không quá 10 phút, có thể tiêu diệt toàn bộ huyết đồ rồi. Đến lúc đó. Lại tìm cơ hội giết Tô Thương, còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Thế nhưng mà... Sau một giây, nụ cười trên mặt Bình thân vương liền cứng đơ lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì anh ta nhìn thấy, phía trong màn hình, thành viên huyết đồ hình thành một trận thế kỳ quái, thế mà trong nháy mắt đã giết chết 3 tên cao thủ địa tông của vương phủ rồi. Một lượng lớn huyết dịch, tràn vào cơ thể thành viên huyết đồ. Khiến cho những thành viên đang bị thương nặng đó, như được hồi sinh. Ngay sau đó, thành viên huyết đồ giống như giết gà giết chó, mạnh mẽ đâm tới, đại sát tứ phương, chỉ trong nháy mắt, lại có thêm 5 tên cao thủ vương phủ, chết oan chết uổng. Không, tuyệt đối không thể thế này được. Bình thân vương nghẹn ngào kêu to, không thể tin được mà nhìn về phía trên màn hình của đại điện Kim Loan. Ông ta thất lễ kêu thành tiếng. Nhất thời thu hút Long Thành Thiên cùng với văn võ bá quan, ánh mắt mọi người đều nhìn vào màn hình camera giám sát. Cái gì, thành viên huyết đồ sao lại trở nên cường đại thế được?
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.